một canh giờ sau ngoài khu rừng hoang dã thiên thần và thẩm lan đình đang khinh công di chuyển rất nhanh chợt anh ta ngưng lại và bất ngờ ném những lưỡi đao ngược ra đằng sau đi theo nguyên đường các ngươi cũng nên hiện thân rồi chứ khứa triệu gia đang đuổi theo hai người bọn họ giật bắn người khi những lưỡi đao này phóng xuyên qua mình làm cho hắn ta chợt chân và rơi xuống bên dưới có một giọng nói vang lên tiểu tử muốn đầu thai sớm một chút ta thành toàn ngươi ba khứa triệu gia từ bên trên đáp xuống triệu thần chỉ tay về phía thiên thần đắc ý nói ngoan ngoãn giao ra chưa kịp nói dứt câu thì thiên thần chen ngang tài bảo để ngươi toàn thây triệu thần phút chốt đứng hình ngơ ngác đây chẳng phải là lời ta nên nói sao hắn ta tức giận dậm mạnh chân xuống đất và lao nhanh về phía thiên thần chẳng qua là kiến con sơ nhập manh hoàng còn dám nói ta chết cho ta thiên thần lúc này lấy một lọ thuốc gì đó và ném ra lọ thuốc đó lập tức phát nổ và tỏa ra làn khói độc gì đó thẩm lan đình ngay lập tức chấp lấy thời cơ thi triển tung ra những làn khói độc tố khác tấn công đám thuộc hạ còn lại triệu thần đắc ý tay xua xua những làn khói đó đi và nói hừ ngươi tưởng đầu độc bọn ta còn có tác dụng sao bọn ta đều đã uống đan dược có thể giải bách độc rồi thiên thần trả lời hắn ta ngẫu nhiên độc này của ta không phải nhằm vào các người bách lý mi phong trong năm canh giờ có thể sinh ra sức hấp dẫn trí mạng với linh thú trong phương viên trăm dặm một khi nhiễm chúng đến chết mới thôi lúc này trên bầu trời một bóng đen khổng lồ vụt ngang qua bọn chúng thất kinh khi thấy một con linh thú đại bàng khổng lồ xuất hiện trước mặt mình đây là bản cải cách do ta đặc chế hưởng thụ đi không những trên không trung mà các linh thú dưới mặt đất lúc này cũng đang phần nộ ùn ùn kéo tới thiên thần liền kéo thẩm lan đình cùng rời đi khỏi nơi đó chúng ta đi triệu thần bây giờ đang phải sấp mặt lờ chống đỡ móng vuốt sắc nhọn của con đại bàng khổng lồ kia đáng chết nếu ta có thể sống nhất định phải đem người phanh thay cho mảnh những tên thuộc hạ còn lại người thì bị gấu và cho sấp mặt kẻ thì bị rắn táp cho sưng mông trận chiến của các linh thú phẫn nộ trong khu rừng với đám người triệu gia diễn ra rất mãnh liệt đến buổi chiều hôm đó thiên thần quay trở lại và thu dọn tàn cuộc mấy tên này xem ra là chết tuyệt rồi đám người của triệu gia lẫn các linh thú đều chiến tới tử trận toàn bộ đã bị diệt thiên thần hai mắt sáng rỡ đi vô vét lục soát hết đám người ngày lấy những đồ vật có giá trị lan đình chúng ta đây là phát tài rồi chợt thiên thần cảm giác được có nguy hiểm sau lưng thiên thần bây giờ là một con sói hung hãng đang nhe nhanh vuốt lao về phía anh ta nó cao mạnh móng vuốt về phía trước tấn công thiên thần nhưng anh ta đã kịp thời nhảy lên tránh được tình hình không ổn đây là xích mị hồ linh thú cấp 3, xem ra là bị bách lý mị phong dụ đến xích mị hồ là linh thú cấp 3, thực lực bằng với tu sĩ ngọc huyền cảnh nhị trùng tốc độ nhanh như xét miệng lưỡi sắt bén có thể phun ra mị độc Lan Đình cẩn thận, họ nhằm chúng ta đến rồi. Tốc độ nhanh khủng khiếp của Xích Mị Hồ khiến cho Thiên Thần kinh ngạc. Thẩm Lan Đình đang thi triển ra những luồng khói độc về phía Xích Mị Hồ nhưng nó di chuyển cực nhanh, luồng lách qua những chỗ trống và tiếp cận Thẩm Lan Đình. Xích Mị Hồ há miệng ra với hàm nanh vuốt sắc bén. Chợt Thẩm Lan Đình tay chân bủn rủn cảm giác lạ thường. Cô há miệng thè lưỡi ra như đang thèm khát điều gì. Lúc này Thiên Thần chạy đến gọi cô ta, Lan Đình. Bất ngờ cô ấy đã quay lại và trao cho anh ta một nụ hôn nồng cháy. Xích Mị Hồ thì vẫn đang lao nhanh đến thiên thần đưa bàn tay mình ra và lấy trong nhẫn chữ vật ra một lọ đan dịch gì đó và thảy vào miệng xích mị hồ nó đột nhiên gầm rú lên và ngã xuống thực lực mạnh hơn đầu không tốt cũng vô dụng thẩm lan đình lúc này đã đẩy thiên thần ngã ra đất xong cô ta ngồi dậy đưa hai tay vào lấy cặp bưởi năm roi của mình mặt gợi đòn nhìn thiên thần vô nhai tinh quân liền hiện ra gọi thiên thần tiểu thần tử nội đan của xích mị hồ có thể giải độc mau đi lấy cho cô ấy uống thiên thần lúc bây giờ thì đang phê như con tê, tê rồi biết gì nữa đâu lớn quá trắng quá thầy đêm hôm đó tại một hồ nước giữa rừng lan đình ta cười nha thẩm lan đình đang cay cú đạp thiên thần sấp mặt lờ huynh nhanh chút ta không nhịn được rồi nếu không phải nội đan của xích mị hồ hàm chứa một tia mị độc chỉ có thể cởi áo ở trong nước hấp thu huynh tưởng ta muốn cười sao nội đan của xích mị hồ này liên lực quá đủ đủ cảnh giới của hai chúng ta tinh tiến lần nữa chúng ta mau bắt đầu đi được và thế là thiên thần và thẩm lan đình truyền công lực để đột phá cảnh giới của mình hai người họ truyền công liên tục cho đến sáng hôm sau không lâu sau cả hai đều vui mừng vì đã đột phá được cảnh giới rồi. Đêm khuya ba ngày sau, Thiên Thần và Thẩm Lan Đình về đến nhà thuê ở thành Phi Yên. Tiểu Vũ đang thở phù phù như heo ngái ngủ mê man. Trong giấc mơ thì đang mơ được Thiên Thần xoa đầu khen ngợi mình, "Tiểu Vũ, lần này làm tốt lắm." Thiên Thần và Thẩm Lan Đình bước vào thất khứa đang ngủ phơi thấy thì cũng hết biết nói gì luôn. Sáng sớm ngày hôm sau Thiên Thần đi đến phòng Tiểu Vũ, nắng lên cao rồi, nha đầu này sao còn chưa dậy. Tiểu Vũ thì đang nằm ngủ vẫn chưa hay biết gì. Mình vẫn là mau chóng gọi cô ấy dậy rời đi. đi. Thiên thần đi đến giường đưa tay về phía Tiểu Vũ định gọi cô ấy dậy nhưng bất thình lình Tiểu Vũ xoay người trở lại khiến thiên thần giật bắn người. Bàn tay của anh ta lúc này đã bóp chúng vào cặp bưởi năm soi kia, á đủ nà ní. Mắt của Tiểu Vũ dần dần mở ra. Phút chốc Tiểu Vũ thấy thiên thần trước mặt liền tỉnh táo ngồi dậy, "Tần ca ca, các người về rồi." Thiên thần toát hết mồ hôi hột, "Tiêu rồi." Tiểu Vũ nhìn xuống ngực mình thì má đủ, thấy tay thiên thần đang đặt ở đó. Thiên thần cười cười giải thích, "Ta nói là nó chủ động chạm lên muội có tin không?" tiểu vũ liền và cho thiên thần một bạt tai sức mặt lờ ca ca thối đáng ghét không lâu sau tiểu vũ thay y phục vào và đi ra bên ngoài trong lòng vẫn còn hậm hực chuyện của thiên thần được rồi được rồi đừng giận nữa lúc nãy thật sự là ngoài ý muốn ta có bảo bối tặng muội nghe tới bảo bối thì hai mắt tiểu vũ sáng rỡ bảo bối là ninh ra cho sao thiên thần xua xua tay nói không không trên đường về bọn ta giải quyết đội của triệu gia thu hoạch lớn hừ triệu gia cũng chỉ mạnh hơn thiên gia chúng ta một chút có thể có bảo bối tốt gì chứ thần ca ca lại lừa muội nếu muội không muốn thì ta tặng người khác nha thiên thần liền lấy ra vô số những đồ vật trên nhẫn chữ vật ra cho tiểu vũ xem tiểu vũ liền chạy tới ôm những bảo vật này ngay quao wow, là linh khí tam đoạn muội muốn 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 thần ca ca không được cho người khác linh khí chia làm cửu đoạn số lần rèn càng nhiều thì linh khí càng tốt thiên thần đến lấy lên một thanh kiếm và nói tiếp thanh linh kiếm này mới là thu hoạch lớn nhất lần này tiểu vũ cầm trên tay liền nhận ra ngay đó là một linh kiếm tứ đoạn liền tỏ ra thích thú ôm thanh kiếm vào người cái này mà dùng linh khí nổ ra sẽ tạo nên sức phá hoại lớn cỡ nào a à? được rồi được rồi mau đứng lên đi chị lan đình của muội còn chờ chúng ta đi làm việc chính đó một canh giờ sau thiên thần trở về phía sau thiên gia thấy hai tên nô gia đứng canh gác thiên thần liền gọi chư vị lâu không gặp là thiếu tộc trưởng hai tên nô gia này liền nhảy xuống nói với thiên thần thiếu tộc trưởng người mau đi đi nay đại trưởng lão nắm quyền tộc người ủng hộ ông ấy trong tộc rất nhiều để ông ấy phát hiện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người phải đó phải đó các người đừng chợt có tiếng quát từ bên trong hai tên ăn cháo đá bát các người bọn họ hoảng hốt không ổn là thiên nam thiên nam cảnh giới ngưng khí cảnh viên mãn lao thẳng ra về phía thiên thần chờ ta xử hắn xong mới đến giải quyết các người hắn ta vung đấm đấm thẳng mặt thiên thần hai tên nô ra đứng bên ngoài lo lắng không tới 30 giây sau thì thiên nam đã bị thiên thần đẩy cái nhẹ bật ngửa ra sau thiên thần tới đập cho hắn ta mấy đạp vào mặt quát tạm giữ ngươi một mạng đi truyền lời cho thiên sách bảo hắn rửa sạch cổ chờ chết đi rất nhanh sau đó thiên thần đã đánh vào trong nơi đóng đô của thiên gia các tên nô gia của thiên gia ủng hộ thiên sách đều bị thiên thần đánh nằm dẹp dưới đất chợt từ đâu một đám người lao đến bao vây lấy anh ta một giọng nói quen thuộc vang lên thiên thần thiên sách cùng dẫn theo đám người tạo phản kia đi đến là tộc trưởng đến rồi lần trước để ngươi may mắn chạy thoát lần này ta chắc chắn giết ngươi ta muốn xem xem ông làm sao giết ta hừ đi chết đi ông ta ngưng tụ linh lực vào hai bàn tay và tung ra trưởng lực khủng khiếp tấn công thiên thần nhưng anh ta đã nhẹ nhàng tránh được sao có thể mới bao lâu một đòn hết sức của ta đều có thể thoát khỏi rồi lão già lâu vậy rồi thực lực của ngươi còn không tiến bộ chút nào đừng đánh với ta nữa nói xong thiên thần nhảy lên mái nhà và rời đi thiên sách liền đuổi theo anh ta đừng chạy thiên thần quay sang cà khịa chọc tức ông ta ta xem ngươi đừng đuổi nữa mớ tuổi đầu rồi để chút sức nằm quan tài đi thiên sách cay cú đều ngăn hắn cho ta chuyển cảnh về phía địa lao thiên gia thì thẩm lan đình và tiểu tuyết đang âm thầm xâm nhập vào trong chị lan đình ba em họ đều bị nhốt ở đây ừm hai tên canh cổng liền rút vũ khí ra quát người gì dám tự tiên xông vào trong cấm địa địa lao Thẩm Lan Đình tung ra một luồng khói độc trưởng về phía hai tên canh gác này ngay. Bên ngoài thì Thiên Thần lúc này đã dụ Thiên Sách đuổi theo đến một nơi khá chật hẹp. Hừ, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thiên Thần đắc ý. Vậy thì chưa chắc. Tộc trưởng Thiên Chính bất ngờ xuất hiện ra và gọi Thiên Sách khiến ông ta giật bắn người. Ông ta toát hết mồ hôi hột lo lắng. Không ổn, ta tám phần là trùng kế rồi. Chết đi. Thiên Chính đưa tay ra và dùng trưởng lực trưởng ra một bàn tay siêu to khổng lồ về phía Thiên Sách. Thiên Sách cũng tung ra trưởng lực chống đỡ nay ngươi thân mang trọng thương làm sao có thể đấu với ta vụ va chạm đã tạo ra một vụ nổ năng lượng cực kỳ khủng khiếp thiên sách bị đánh trọng thương văng thẳng vào tường hắn rõ ràng trọng thương làm sao trong thời gian ngắn khỏi hẳn ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ các người mau ngăn hắn lại phía bên này thì thiên thần đang ra sức đánh cho đám thuộc hạ banh tành thiên thần nhìn tộc trưởng một trưởng đánh bay ba bốn tên thuộc hạ thì cảm thán không ngừng không ngờ thuốc của thiền kiếm tiên hiệu quả tốt hơn tưởng tượng vậy mà khứa tiểu vũ còn khóc lóc nói là tộc trưởng bị trọng thương sắp hẹo đến nơi a à, tình hình không ổn thiên sách quay đầu định bỏ chạy nhưng đâu có dễ dàng như vậy trưởng lực của thiên chính đã đánh văng ông ta đi thiên sách chịu chết đi ông ta quay mặt lại thì trước mắt ông ta chính là thiên thần đang đâm kiếm thẳng về phía mình không ổn thiên thần datgc tiếp một kiếm đâm xuyên ngực ông ta thiên sách họa loạn gia tộc tội đáng chết các ngươi còn không mau đưa tay chịu trói đám thuộc hạ của thiên sách sững sờ khi chứng kiến cảnh ông ta ngã gục xuống chết ngay tại chỗ bọn chúng lập tức quỳ xuống cầu xin xin tộc trưởng thiếu tộc trưởng tha mạng chiều tối hôm đó tại triệu gia thì một tên thuộc hạ chạy vào trong bẩm báo báo tộc trưởng đại sự không hay rồi thiên gia biến thiên rồi sáng hôm sau liền có người hớt hãi chạy vào gọi thiên thần thiếu tộc trưởng không hay rồi triệu gia bao vây gia tộc chúng ta rồi tộc trưởng mời người qua có việc muốn bàn thiên thần bất ngờ được ta đến ngay xong anh ta liền đến phòng nghị sự gia tộc tên tộc nhân của triệu gia đang nói chuyện với tộc trưởng và mọi trưởng lão thiên gia tộc trưởng thiên người thất thời là trang tuấn kiệt mong người có thể đưa ra lựa chọn chính xác tại hạ xin phép cáo từ trước nói xong hắn ta rời đi thấy thiên thần bên ngoài bước vào thì hắn ta còn huýt sáo tỏ vẻ đắc ý các vị trưởng lão của thiên gia đang rất bức xúc triệu gia này thật là hiếp người quá đáng họ dám lên tiếng nếu chúng ta không trở thành gia tộc lệ thuộc họ thì khử tên của thiên gia ta ở thành phi yên thiên thần ngẫm nghĩ tiên thiên sách chết chỉ một đêm đã để lộ rồi sao hành động của triệu gia đủ nhanh một trưởng lão máu chiến liền đứng lên nói với thiên chính tộc trưởng khai chiến với họ đi ông ta thở dài nay thực lực của ta và địch cách nhau quá lớn nếu chiến thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá nếu hàng thì thiên gia không còn ngày lộ diện nữa hai bên đều khó các trưởng lão khác cũng thở dài nhức nhói về vấn đề này đáng chết ai đây phải làm sao thiên thần lúc này cất tiếng nói không phải hoàn toàn không có cách các vị trưởng lão liền hỏi con có cách sao thiên thần đưa tay vào trong áo và lấy ra viên hóa hình đan lúc trước mà vô linh thường đưa cho anh ta có hóa hình đan này có thể thử tộc trưởng và các trưởng lão ngơ ngác hóa hình đan con muốn ừm nhưng cần mấy vị tộc người tương trợ một ngày sau ở chợ thì tên triệu tú con trai của Tam trưởng lão Triệu gia, hắn ta là một người vô cùng háo sắc đang đi trên đường. Nghe nói chưa, Thiên gia trở thành gia tộc lệ thuộc Triệu gia rồi. Nghe nói rồi, Phi Yên thành này sau này họ Triệu rồi, chúng ta tuyệt đối đừng đắc tội Triệu gia. Thiên thần sau khi uống hóa hình đan trở thành cô gái bán buổi năm roi kia liền tiếp ra đường tìm tên Triệu Tú này ngay, phát hiện mục tiêu. Thiên thần liền ra chỉ thị cho đám thuộc hạ Thiên gia hành động ngay. Thiên thần giả vờ sợ hãi chạy về phía Triệu Tú, đừng chạy, đứng lại. Thiên thần đụng thẳng vào người của hắn ta cái rầm, ta đụng hứa triệu tú bị thiên thần tông trong một phát thì văng xa mấy mét thiên thần ngơ ngác không ổn dùng sức quá rồi tên triệu tú kia cây cú từ từ đứng dậy đâu ra người không có chưa nói dứt câu thì nhìn thấy thiên thần với body cháy như phi phai kia thì không thể cưỡng lại được cô nương đẹp quá đám thuộc hạ của thiên gia đang đóng kịch làm bọn lưu manh hừng hực đi tới người cha ham cờ bạc đó của cô đều thua cô cho bọn ta rồi đừng vùng vẫy vô ích nữa ngoan ngoãn đi theo bọn ta nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo cầu xin các người tha cho ta đi triệu tú lúc này ra mặt tỏ vẻ xoáy ca lên tiếng cô nương đừng sợ ta giúp cô giải quyết cô ấy thiếu các người bao nhiêu ta trả thay cô ấy thiếu niên bớt nói ta cha cô ấy thiếu bọn ta mười mấy vạn cậu trả nổi không triệu tú sảng khoái lấy ra bọc tiền và ném thahvng về phía bọn họ chẳng qua mười mấy vạn đường đường công tử triệu gia ta sao lại lấy không ra chứ bọn họ liền hí hửng nhặt tiền ngay thứ tiểu nhân có mắt không trồng thì ra là công tử triệu gia đắc tội rồi cáo tử xong vở kịch này thì bọn họ rời đi ngay thiên thần lúc này tiến đến nói với triệu tú công tử đại ân tiểu tranh không có gì báo đáp duy có lấy thân đền đáp đại ân này mong công tử đừng chê triệu tú hiện rõ bộ mặt háo sắc của hắn ta ra ngay không chê sao lại chê về phủ với ta đi ta nhất định đối xử tốt với nàng buổi trưa hôm đó tại chợ phường triệu gia thì khứa thiên thần đang đi lựa đồ nữ nhân cho mình kiểu cũng nhiều quá đi tùy tiện lấy mấy bộ lừa triệu tú về là được rồi đang đứng thần thở thì sau lưng có một cô gái đến tròn lưng thiên thần lại và nói kiểu trong tay cô tuy tốt nhưng vật liệu thường mặc lâu sẽ cảm thấy không thoải mái con gái chúng ta vẫn là chọn quần áo vải tơ tầm tốt hơn tuy mặc không bền nhưng da thoải mái mát mẽ. thiên thần liền nghĩ người đàn bà này cũng hơi tự quen một chút cô ta vừa nói vừa lấy tay sờ nắn cặp bưởi năm roi của thiên thần em gái trời xinh xinh đẹp thân hình uyển chuyển thật là cùng là đàn bà như ta cũng vô cùng mê luyến nó anh ta đỏ mặt thầm nhủ người đàn bà này không phải thích đàn bà đấy chứ cô gái này tên là triệu ngọc là con gái tộc trưởng cảnh giới ngưng khí cảnh viên mãn cái này không tệ em gái không ngoại thử xem mặc vào nhất định đẹp chợt triệu tú từ đâu đi vào trong và tức giận quát cô ta triệu ngọc cô tránh xa cô ấy chút triệu ngọc đáp sao sợ ta lại dụ người trong lòng cậu đi à biến thái nếu cô không phải đại tiểu thư ta tuyệt không bỏ qua cho cô dám hạ thủ với người của ta ta sẽ không nhịn đâu người có gan nói lại lần nữa sợ ngươi sao hai người bọn họ máu chiến phừng phừng bộc phát linh khí mọi người bên ngoài thấy động tĩnh lớn cũng ùa vào hóng hớt mau xem đại trưởng lão và triệu tú muốn đánh nhau rồi tam trưởng lão trước giờ không hợp với tộc trưởng lần này e là vì họ triệu gia chúng ta không yên rồi xem ra triệu gia này cũng không phải một miếng sắt triệu ngọc và triệu tú chuẩn bị tư thế sẵn sàng giao chiến thì triệu trưởng lão cùng các thuộc hạ bên ngoài đi vào quát dừng tay cho ta đệ tử triệu gia không được tự mình ẩu đà nếu không nghiêm trị theo luật triệu ngọc giận dỗi rời đi hừ mất hứng em gái ta và em vừa gặp đã quen ta đặt bộ quần áo tặng em đó lát nữa đi tìm thợ may đo thức tất đi triệu tú liền tranh ngang không phiền đại tiểu thư phí tiền tiền này ta sẽ trả triệu ngọc quay mặt lại rời đi đây là tơ dệt băng tơ ngàn năm mà thành chỉ một cái áo yếm đã bằng bổng lộc một năm của ngươi ta xem ngươi vẫn là đừng cố tỏ vẻ đi ngươi triệu tú cây cú nhưng không thể làm gì được cô ta tiểu tranh sau này mặc kệ cô ta nhà chúng ta trước giờ không hợp với nhà cô ta thiên th a có suy nghĩ có lẽ mình có thể lợi dụng họ phân hóa triệu gia hôm sau tại nơi ở của thiên thần triệu gia thì triệu ngọc đang nằm trên giường và kêu những âm thanh ố rẻ mỗi mỗi thủ nghệ đấm bóp tổ truyền này của mỗi thật là tuyệt quá đi tỷ tỷ thích là được tiểu muội thân không có sở trường gì chỉ có thể đấm bóp thả lòng thay tỷ tỷ để cảm ơn quần áo tỷ tặng ta xem muội muội không ngại đến chỗ ta đi ân tình muội nợ của triệu tú ta trả thay muội nghe theo tỷ tỷ cả được một lát muội cùng đi với ta những chuyện khác để ta giải quyết ừm thiên thần tiếp tục đấm bóp chân cho triệu ngọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy khứa triệu tú đang đi ngang qua thời cơ đến rồi thiên thần liền ấn mạnh vào huyệt đạo giữa lòng bàn chân cô ta anh ta lo lắng tiêu rồi sức dùng hơi quá chút bất ngờ triệu ngọc ngồi bật dậy ôm lấy thiên thần muội muội mỗi lợi hại thật đó thoải mái quá đi triệu tú nghe thấy tiếng nói lớn liền nhìn vào thì liền thấy triệu ngọc đang ngồi trên người ôm trầm lấy thiên thần hắn ta cay cú đáng chết sanh ta một lần còn chưa đủ thật xem ta dễ ức hiếp sao triệu tú liền quát lớn gọi triệu ngọc cô hiếp người quá đáng anh ta lao thẳng về phía hai người bọn họ triệu ngọc chợt đưa tay lên ngực khiến thiên thần ngơ ngác chấm hỏi xong cô ta ném thẳng chiếc yếm đào của mình vào mặt của triệu tú xong đè mặt thiên thần áp sát vào cặp bưởi biến dị của mình khiến anh ta đỏ mặt thao tác này Hà tất tức giận như vậy chứ? Chúng ta có thể bình tâm ngồi xuống trò chuyện mà. Nói chuyện thật là nực cười quá. Cô hai lần đoạt ái của ta, lần này ta tuyệt đối phải để cô đẹp mặt. Triệu tú vung chân đánh mạnh xuống nhưng Triệu Ngọc đã tránh được. Ngươi đánh lại ta đi rồi nói. San nhà sau đòn tấn công vừa rồi cũng dần như vỡ tan. Thế công của tên này tuy như hổ dữ nhưng thực chất là đánh tứ tung múa mai quay cuồng chứ không hề đánh trúng Triệu Ngọc. Vừa nhìn đã biết chiến tích không năm. May mà mình sớm đã dự tính được Triệu tú đánh không lại Triệu Ngọc đã có chuẩn bị lúc này triệu tú đưa thẳng chân lên cao và đang chuẩn bị đánh xuống triệu ngọc tỏ ra lo lắng tiêu rồi chân mềm rồi triệu tú là ta giúp người đó lúc đấm bóp cố ý động chút tay chân các người cho chút sức ít nhất một người trọng thương triệu ngọc đi chết đi đùng vụ chấn động khủng khiếp khi triệu tú đánh xuống nhưng triệu ngọc lại tránh được đòn tấn công vừa rồi là ngươi ép ta triệu ngọc tung trưởng lực đánh văng triệu tú ra thiên thần liền chạy đến gọi triệu công tử triệu ngọc ra tay còn chưa đủ ác chỉ có thể tự mình bổ thêm đau rồi Thiên thần tặng thêm một trường lực vào lưng nhưng hắn ta không hề nhận ra. Lúc này Triệu Tú đã bị trọng thương nặng. "Ca, à, công tử, người sao vậy?" Triệu Ngọc lo lắng, tiêu rồi, lần này phiền phức rồi." Sáng hôm sau, tại phủ Tam trưởng lão thì cha của Triệu Tú đang rất là phẫn nộ, đáng chết. Người này chính là Triệu Hằng, Tam trưởng lão Triệu gia manh hoàng. Vì Triệu Tú trọng thương hôn mê bất tỉnh, Triệu Hằng đến tìm Triệu Thiên Bá đòi công đạo không có tác dụng, tức giận về phủ. "Triệu Thiên Bá, ngươi tưởng giấu Triệu Ngọc thì ta hết cách sao?" "Hừ, chuyện này không phải bù đắp là xong được." Tú Nhi, đêm nay cha khởi động ám tử mai phục nhiều năm đi giết Triệu Ngọc báo thủ cho con. Đêm khuya hôm đó, ngoài thành phu nhạn Lạc Nguyệt Sơn Trang, Thiên Thần đang nằm trong phòng nghĩ kế sách, tiếp theo mình nên làm thế nào nhỉ? Chợt có tiếng người gõ cửa bên ngoài khiến anh ta giật mình ngồi bật dậy. Một cô gái tên là Ngữ Nhi đi vào hỏi Thiên Thần, "Cô là tiểu tranh sao?" Thiên Thần ngơ ngác trả lời, "Ừm, um, cô là." Ngữ Nhi chợt tiến sát Thiên Thần mà lấy hai tay sờ cặp bưởi của anh ta, "Đẹp như vậy, thân hình lại tốt như vậy, trả trách Ngọc tỷ lại mê cô như vậy." thiên thần đỏ mặt vội đẩy cô ta ra ngay để ra kiểu gì mà cái tay của anh ta lại đặt chúng vào cặp bưởi của ngữ nhi sao không kém hơn cô chứ e hèm lời này ta không thể tiếp ta tên ngữ nhi là bạn của ngọc tỷ theo lễ người phải gọi ta tỷ tỷ không biết ngữ nhi tỷ tỷ đến chỗ ta là có việc gì muội muội mới vào phủ ta nói sao cũng phải thể hiện chút cái vòng cổ chó này tặng cho muội thiên thần liền đứng ngay dậy và nói tỷ tỷ đây là ý gì ngữ nhi ghé sát tai nói với thiên thần sau này ngoan ngoãn nghe lời đương nhiên không bớt được lợi của muội dám tranh cướp ta sẽ khiến muội thảm hơn chó mất nhà thiên thần mặt lạnh lùng cầm lấy chiếc vòng cổ chó kia và nói tiểu tranh ngữ nhi chưa nghe xong câu thì đắc ý ừm um, không tệ sau này thiên thần lạnh lùng lướt qua cô ta như không quen biết tạ ơn tỷ tỷ ngươi muốn chết ngữ nhi liền quay mặt lại tấn công bất ngờ nhưng thiên thần đã nhẹ nhàng đỡ được uy lực một trường này của ta ép thẳng ngưng khí nhị trùng cô ấy lại có thể nhẹ nhàng chống đỡ thiên thần nhanh như chớp bóp lấy cổ ngữ nhi và đưa lên ta không phải người có thể chọc ư khó chịu quá không thở được nữa cảnh cáo cô ta xong thiên thần thả cô ta xuống nể tình ngọc tỷ tỷ tạm tha cho ngươi dám có lần sau không có vận may tốt như vậy ngữ nhi không những không sợ hãi mà còn đỏ mặt có suy nghĩ cô ấy lại có khí thế đàn ông hơn cả ngọc tỷ động lòng quá thật muốn bị cô ấy phù không thể nghĩ nữa lúc nãy là tỷ tỷ không đúng xong cô ta quay mông lại về phía thiên thần muội đến trừng phạt tỷ tỷ đi thiên thần nhìn cô ta mà toát hết mồ hôi hột Đầu của người đàn bà này bị hỏng rồi sao? Chợt Triệu Ngọc bất ngờ đẩy cửa vào gọi, "Tiểu Tranh, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đều ở đây rồi, cha ta không thể giải quyết chuyện này." Song đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, "Các người đây." Tiểu Tranh muội muội, không ngờ muội thích ứng nhanh như vậy, không phải như tỷ nghĩ vậy. "Đàn ông thối làm gì tốt như chúng ta, lát nữa muội sẽ biết." "Yên tâm, ta biết." Ngữ Nhi lúc đầu cũng khá thẹn. "Tiêu rồi, tiếp tục như vậy phải lộ tẩy rồi." Thiên Thần chợt chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ nói, "Mau xem ngoài cửa sổ có đồ." Tiểu Tranh muội muội, chiêu này năm đó ta cũng dùng qua triệu ngọc cũng đi về phía cửa sổ để nhìn xem Trò cũ như vậy không có tác dụng ngoài cửa sổ sao có thể có cô ta giật bắn người gọi thích khách một tên thích khách bất ngờ tấn công triệu ngọc từ bên ngoài triệu ngọc phản xạ nhanh cũng vung trưởng lực đánh trả lại hắn ta thực lực của tên sát thủ này quá chênh lệch trực tiếp đánh cô ta phun máu triệu ngọc ngã ra xuống sàn ngữ nhi vội vàng chạy đến gọi ngọc tỷ tỷ không sao chứ ư ừ, ư ừ, ngọc tỷ thực lực của người này trên ta các người mau đi ta cầm chân hắn thiên thần nghe triệu ngọc nói thể thì thầm mỹ người đàn bà này trọng tình trọng nghĩa muốn ra tay giúp cô ta không ngọc tỷ ngữ nhi không đi đâu cả chỉ muốn ở bên cạnh tỷ tên sát thủ một lần nữa cầm kiếm lao lên nếu đã vậy các người yên tâm ta sẽ báo thủ cho các người triệu ngọc đẩy thiên thần và ngữ nhi về phía tên sát thủ để chắn cho mình chẳng lẽ không nên đồng sinh cộng từ sao người đàn bà này không theo bài bản khó làm rồi sau đòn tấn công của tên sát thủ thì ngữ nhi đã bị trọng thương còn phía thiên thần thì không hề bị thương vù nếu không phải thân pháp tốt xem chút tiêu rồi Tên thích khách này chuyển mục tiêu quay sang tấn công thiên thần. Hắn ta bất ngờ dừng lại khi phát hiện triệu ngọc đang tẩu thoát bằng đường cửa sổ nên đã quay sang đuổi theo cô ta. Thích khách này rốt cuộc là ai phải đến? Đêm khuya vắng tanh, triệu ngọc thì đang hốt hoảng bỏ chạy giữa đêm tối. Tên sát thủ vẫn đang đuổi theo và rất nhanh sau đó đã đuổi kịp cô ta. Một đường kiếm đầy uy lực của hắn ta chém xuống, triệu ngọc đưa tay lên vận sức chống đỡ nhưng sau đó đã bị thương nặng ở cánh tay. Đại tiểu thư, hà tất vùng vẫy chứ? Triệu ngọc nghe giọng tên sát thủ này liền nhận ra ngay, ngươi là triệu đồng tên sát thủ không nói thêm gì trực tiếp đưa thanh kiếm sắc bén của mình lên và chém xuống về phía triệu ngọc cha ta đối xử với ngươi không tệ sao ngươi lại phản bội nếu ta còn sống nhất định sẽ không tha ngươi chỉ đáng tiếc cô không còn cơ hội nữa hắn ta ngưng tụ linh khí về thanh kiếm chuẩn bị kết liễu triệu ngọc thì thiên thần đã kịp thời xuất hiện và thi triển quyền kỹ dạ vương quyền đấm liên tục vào người hắn ta cô ta còn tác dụng với ta không thể để ngươi giết được là ta sơ suất rồi không ngờ một người hầu nhỏ như ngươi thật sự có thực lực như vậy dám làm hỏng việc ta ta giết người trước tên sát thủ thi triển lục tinh linh kỹ ngưng nguyệt chảm chém ra vô số những kiếm khí về phía thiên thần nhưng không thể đánh trúng anh ta chậm quá thân pháp quỷ mị thật thiên thần nhanh như chớp tiếp cận sau lưng tên sát thủ và trưởng cho hắn ta một phát trời giáng vào lưng triệu ngọc sững sờ tiểu trừng sao lại có thực lực như vậy thiên thần đi đến và hỏi tên sát thủ triệu đông ngoan ngoãn nói ra chủ mưu phía sau ta có thể tha ngươi một mạng hừ muốn biết sao đến địa phủ tìm ta đi triệu đông vận linh khí tự cắt đứt tâm mạch bản thân mình và bật ra chết ngay tại chỗ quả nhiên là hắn tên này lại tự đứt tâm mạch tự tử rồi thiên thần lục soát tên sát thủ này mong là có thể tìm được chút manh mối từ trên người hắn thiên thần phát hiện ra một miếng ngọc bội trên người triệu đông kia ngọc bội này là tam trưởng lão xem ra kế hoạch được đấy chứ triệu ngọc lúc này hỏi anh ta cô rốt cuộc là ai mục đích tiếp cận ta là gì thiên thần trả lời những thứ này không quan trọng quan trọng là nếu cô muốn sống thì ngoan ngoãn nghe theo ta triệu ngọc ngoan cố ừ ta cho dù chết cũng không chịu uy hiếp sắp đặt của ngươi cái này không đến lượt cô rồi Nhanh như chớp thiên thần đã tiếp cận sau lưng cô ta và đánh ngất cô ta đi. Sáng hôm sau, tại Thiên gia thì đám quân lính Triệu gia đang làm khó dễ các tộc nhân Thiên gia. Một cô gái tóc xanh hỏi bọn chúng, các người muốn làm gì? Bọn chúng đáp, nay ta cung vệ Thiên gia, vì phụ trách an toàn của Thiên gia, xin hãy phối hợp để chúng tôi xét người. Ta là đệ tử gia tộc, chẳng lẽ còn nguy hại gia tộc mình sao? Hôm nay, cho dù là tộc trưởng các người đến cũng không có tác dụng, không cho xét thì đừng hòng vào cửa này. Cô ta cay cú, "Ngươi. Làm gì có lý đó, người Triệu gia này thật là hiếp người quá đáng." Ai, nay chúng ta yếu không thể không nhịn. Hừ, ngươi xét đi. Sớm như vậy tốt biết bao, đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn thuần phục, nếu không làm gì có đường sống của các người. Các tộc nhân bên ngoài tức giận nhưng không thể làm gì được, đáng chết. Tên quân lính triệu gia này mặt phái phái chảy nước miếng, đây là sự mềm mại của thiếu nữ sao? Đang thoải mái thì thấy một cú đấm từ đâu đánh tới, sao lại vậy? Thiên thần xuất hiện trao cho khứa này một đấm văng ra sấp mặt lờ. Thiên gia ta tuy phụ thuộc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hiếp đáp, thiếu tộc trưởng bỗng có tên tộc nhân thiên gia bên này nhìn thấy gì đó liền gọi a à, các người xem là tam trưởng lão của triệu gia triệu hằng tam trưởng lão triệu gia cảnh giới manh hoàng thất trùng từ từ bước ra nói với thiên thần tiểu tử dám ở trước mặt ta đánh người của triệu gia ta quá hóng hách rồi thiên thần lấy ngọc bội đêm qua thu được từ trên triệu đông ra và trả lời hắn ta ồ vậy ngươi muốn sao Ừm, triệu hằng nhìn thấy liền nhận ra ngay ngọc này ngươi từ đâu có tam trưởng lão đêm qua làm gì chẳng lẽ quên rồi vậy ta đi bẩm báo tộc trưởng triệu nhắc nhiều người tiểu tử này sao lại biết tiêu rồi chuyện hành tích đêm qua tám phần đã xảy ra sơ sót cảm thấy không ổn triệu hằng liền gọi đám thuộc hạ ngay người người đâu triệu gia các người gần đây không ít lần ỉ thể hiếp người không ổn thiếu tục trưởng có phiền phức rồi đi đem hai tên khốn phá hoại quan hệ triệu gia và thiên gia đó đánh chết tam trưởng lão hai tên thuộc hạ này nhìn thấy thiên thần đứng cùng với đám người của thiên gia thì cũng rẽ ngang còn đứng ngay ra đó làm gì còn không mau đi à. không lâu sau thiên thần cùng đi vào trong lạc viện thiên gia với triệu hằng hắn ta đang lửa giận phùng phừng cây cú nói với thiên thần tiểu tử đừng tưởng một miếng ngọc là có thể uy hiếp ta ngoan ngoãn nói những gì ngươi biết nếu không ta để thiên gia các ngươi vĩnh viễn không có ngày yên dựa vào một miếng ngọc quả thật không thể nói rõ điều gì nhưng nếu triệu ngọc còn sống hôm qua người của bọn ta bất ngờ cứu được triệu ngọc từ trên người thích khách tìm được ngọc này thú vị mục đích ngươi nói chuyện này với ta là gì thiên gia bọn ta muốn hợp tác với ngươi công mưu triệu gia giúp người lên ngôi triệu hằng bắt đầu đắn đo suy nghĩ ta và triệu thiên bá sớm muộn tương tranh giờ là một cơ hội tốt nhưng thiên thần nói tiếp triệu thiên bá này thất tin với thiên gia ta trước giờ nghe nói tam trưởng lão có tiếng trong tộc ta mong người có thể thay thế triệu hằng suy nghĩ xong thì liền vui vẻ chấp nhận ha ha thiên gia các người không tệ biết chọn nếu chuyện thành ta sẽ không bạc đãi thiên gia các người không thể không phòng thiên gia họ không ngại lợi dụng họ làm súng vậy thì đa tạ triệu tộc trưởng ừ tạm thời để ngươi đắc ý trước đã ba ngày sau tại phòng nghị sự thiên gia thì thiên thần trở về và họp mặt tất cả các vị trưởng lão trong gia tộc lại bàn bạc kế sách chư vị ta đã thương lượng với triệu hằng ngày mai giờ hợi giúp hắn đoạt triệu gia mọi người bên dưới liền thì thầm bàn tán tộc trưởng triệu hằng một mạch ở triệu gia không tính xuất chúng nếu tương trợ tuy có thể thắng nhưng e sẽ tổn thất nặng xin thận trọng quyết nghị nhị trưởng lão lời này không đúng lần này không chỉ là thời cơ tốt để chúng ta vực dậy càng là cơ hội ghép luôn cả triệu gia làm một thiếu tộc trưởng chuyện này liên quan đến đại kế gia tộc không thể mơ hồ chúng ta tương trợ chắc chắn tổn thất lượng lớn đệ tử gia tộc thực lực lần nữa suy yếu thiên thần nói tiếp ta không nói là muốn trợ triệu hàng đoạt triệu gia chúng ta đồng ý là được ta cũng nên đi báo tin cho triệu tộc trưởng rồi nói xong thiên thần rời đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của các đại trưởng lão trong gia tộc tiểu tử này trong hồ lô bán thuốc gì giờ mão hôm sau tại sơn lâm ngoại giao thành phi nhạn thiên thần uống hóa hình đan thành tiểu tranh và dẫn theo triệu thiên bá đến nơi đã giấu triệu ngọc hắn ta liền hỏi tiểu tranh là chỗ này sao thiên thần xuống ngựa đáp ừm đại tiểu thư giấu ở trong sơn động nếu ngọc nhi có chuyện gì ta chắc chắn muốn triệu hàng hắn không thể chết yên nhìn vào trong hang động thì thấy triệu ngọc đang bất tỉnh nằm trong đó triệu thiên bá liền nhảy xuống gọi ngọc nhi xong chạy vào trong thiên thần cảm thấy cơ hội tốt liền chớp lấy thời cơ đánh lén từ phía sau ông ta triệu thiên bá phản xạ kịp thời liền đáp trả trưởng lực với thiên thần ngay sức mạnh của cả hai người không ai thua ai triệu thiên bá bị lực đánh lùi ra xa thiên thần thầm nhủ lão già này không hổ là cảnh manh hoàng đại viên mãn cái này cũng có phản ứng ngươi một người hầu sao lại có thực lực như vậy hả dám đánh lén ta chắc chắn là có người chỉ thị nói là ai đang tính kế bọn ta ngươi rất nhanh sẽ biết hừ giả vờ làm vẻ ông ta ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đắc lực bên cạnh mình lao lên bắt lấy thiên thần ngoan ngoãn nói ra kẻ chủ mưu phía sau nếu không thì ta để người cầu chết không được muốn sống không thể bọn họ lên thủ đồng loạt lao lên tấn công thiên thần thì bất ngờ lúc này từ trên trời một cổ năng lực khủng khiếp đáp xuống dư chấn kinh khủng sẽ tan cả mặt đất các đại trưởng lão thiên gia xuất hiện phía sau thiên thần triệu thiên bá ngạc nhiên là các người tính toán hay thật chẳng lẽ các người không sợ bị triệu gia ta thanh toán sao tộc trưởng thiên chính ra nói với ông ta triệu thiên bá chuyện đến nay đừng chơi trò nhỏ nhặt này hay là thủ đoạn nữa hử ngươi tưởng ngươi ăn chắc ta rồi sao muốn giết ta ngươi cũng phải có bản lĩnh này hai tộc trưởng thiên gia và triệu gia đã lao vào nhau sáp lá cà so kè trưởng lực của mình dư chấn linh lực bùng bổ khiến mặt đất dường như vỡ tan lúc này triệu gia tứ trưởng lão manh hoàng lục trùng và triệu gia lục trưởng lão manh hoàng lục trùng cũng lao lên tấn công thiên thần và các trưởng lão còn lại thiên thần và các trưởng lão thiên gia cũng khí thế chuẩn bị giao chiến thực lực đối phương hơi trên chúng ta chúng ta cùng lên một tên đấm kiếm về phía thiên thần nhưng anh ta đã nhanh chóng tránh được nhiều cực ảnh mê tông bộ pháp. thiên thần dùng tay của mình trực tiếp nhúng đầu của tên này xuống đất như nhúng miếng thịt bò vào nồi lẩu vậy. phía bên này thì triệu thiên bá và thiên chính đang giao tranh khốc liệt. chờ ta giết ngươi mới đi diệt thiên gia để ngươi biết cái giá dám tính kế ta. sau đêm nay triệu gia các ngươi sẽ khử danh từ thành phi nhạn trước. câu nói này của thiên chính khiến triệu thiên bá nghe như xét đánh ngang tai. không ổn, chẳng lẽ triệu gia cũng có biến cố. bên phía của triệu gia lúc này tình thế đang hỗn loạn thiên hàng đang dẫn người đánh triệu gia không ổn rồi tam trưởng lão dẫn người mưu phản rồi triệu hàng đang giao chiến kịch liệt cùng với nhị trưởng lão triệu gia triệu hàng chỉ dựa vào chút người này ngươi có thể thành việc gì đầu hàng đi nể tình đồng tộc ta để ngươi một mạng hừ càng khôn chưa định sao ngươi biết ta nhất định sẽ thua triệu hàng búng tay cái bóc thì trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều các cao thủ cùng các tinh anh của thiên gia triệu gia lúc này đã bị triệu hàng cùng với thuộc hạ của mình và các tinh anh thiên gia bao vây ta có thiên gia tương trợ bây giờ ngươi còn cho là ta không thể thành sự sao trưởng lão thiên gia lúc này nói e là phải để tam trưởng lão không tội nguyện rồi triệu hằng bất ngờ trước câu nói của ông ta thiên trưởng lão nói tiếp thiên gia bọn ta không thể giúp ngươi tốt cho một thiên gia không giữ chữ tín hôm nay xem như ta có mắt không chồng bọn ta chỉ đưa ra lựa chọn chính xác nhất mà thôi lúc này thì nhị trưởng lão triệu gia kia bắt đầu khởi động tay chân chuẩn bị chiến một trận triệu hằng người vì lợi của mình mưu phản gia tộc nên lấy cái chết tạ tội thiên trưởng lão liền cáo từ ngay nhị trưởng lão đã là việc nhà thiên gia bọn ta cáo từ trước ừm lần này nếu không phải cách người vạch trần trước triệu gia tất tổn thất nặng nề chờ tộc trưởng về tất có hậu tạ triệu hằng bị lừa nỗi cơn phẫn nộ tam tành giao chiến với nhị trưởng lão và các tộc nhân triệu gia lần này nếu ta có thể sống nhất định khiến triệu bá thiên và thiên gia các người không chết yên trưởng lão thiên gia bây giờ cảm thán thiếu tộc trưởng kế một đá hai nhạn này thật lợi hại không những khiến triệu gia chó cắn chó chúng ta càng có được lợi cuối cùng không biết bên họ có thuận lợi không chuyển cảnh sang phía của thiên chính và triệu thiên bá thì cả hai người vẫn đang giao chiến với nhau không ai chịu thua ai Triệu Thiên Bá có vẻ đã đối sức, xem ra hôm nay khó thoát kiếp nạn rồi. Trưởng lão và thuộc hạ Triệu gia cùng ra đỡ lấy ông ta, "Tộc trưởng, chúng ta yêm trợ người giết ra." "Tộc trưởng, thứ họ muốn là mạng của ta, ta trợ các người giết ra ngoài, các người nhất định phải sống về báo tin." Triệu Thiên Bá bộc phát linh lực khủng khiếp muốn tự hủy, "Thiên chính, các người muốn ta chết, vậy thì chết cùng ta đi." "Mọi người cẩn thận, họ muốn liều chết một lần." Thiên chính cùng các đại trưởng lão thi triển đại trận chống đỡ. Một tên trưởng lão Triệu gia đã nhân cơ hội Triệu Thiên Bá tự hủy giải vây liền bỏ chạy không ổn một tên chạy thoát rồi dưới ánh trăng trong khu rừng yên tĩnh tên trưởng lão triệu gia này đang hấp tấp chạy về triệu gia để báo tin trưởng lão lão lục chờ ta về nhất định huyết rửa thiên gia báo thù cho các người bất ngờ từ đâu những miếng đá vụn lao về phía hắn ta với tốc độ cực nhanh khiến hắn ta phải ngưng lại mà tránh đòn đáng chết sao đuổi theo nhanh như vậy tộc trưởng họ chết rồi sao thiên thần cầm vũ khí của mình truy đuổi đã đến ngũ trưởng lão triệu gia đắc ý tiểu tử ngươi chẳng qua manh hoàng nhị trùng cảnh cũng dám đuổi theo không sợ chết trong tay ta sao Thiên thần cười cái nhẹ, nếu ngươi ở thời kỳ toàn thánh, ta ngược lại có chút lo sợ, bây giờ ngươi trọng thương chẳng qua làm màu mà thôi. Hừ, hổ suy yếu hơn nữa, đó cũng chỉ là hổ, giết ngươi dư sức. Ông ta lao lên so kè trưởng lực trực tiếp với thiên thần. Chiến lịch về cảnh giới vẫn là có hơi khó, thiên thần bị đánh lùi về sau, giao chiến chính diện với ông ta vẫn là có chút miễn cưỡng. Thế công sắc bén quá, lại không cho mình cơ hội phản ứng, giết ngươi trước, thay tộc người chết đi đòi lại chút lời. Ngũ trưởng lão dùng trưởng lực tấn công thiên thần, đến địa phủ sám hối với Triệu gia ta đi bất ngờ giọng nói của thiên thần từ đâu sau lưng lại phát lên ta vẫn là tiền ngươi xuống đoàn tụ với họ trước đi sao lại là tàn ảnh đây là thân pháp gì thiên thần rút ngâm long kiếm ra xuất hiện phía sau lưng ông ta lưỡi kiếm sắc bén của thiên thần đã nhanh chóng kết liễu ông ta cực ảnh mê tông bộ không phải thân pháp tránh né đơn thuần giống như loại lừa gạt lúc huấn thần có lẽ mình còn có thể khai thác ra nhiều cách dùng hơn thiên thần chợt cảm giác thấy có những khí tức lạ thường đang bay về phía mình thiên chính và các đệ tử thiên gia đang đến để hỗ trợ anh ta thiên thần không sao chứ thiên thần mặt tỉnh bơ đáp không sao tên này bị con giải quyết rồi thiên chính nghe xong mà sững sốt ngạc nhiên thiếu tộc trưởng lợi hại thật cho dù trọng thương đây cũng là cao thủ cảnh manh hoàng lục trùng thật thụ có thể dùng thực lực cảnh manh hoàng nhị trùng giết manh hoàng lục trùng thật là yêu nghiệt lúc này có tiếng động lạ trên đầu bọn họ là thương ưng truyền tin của gia tộc đang bay đến có lẽ là bên thiên trạch có manh mối rồi thiên chính liền lấy mảnh giấy trên chân thương ưng truyền tin ra xem kế hoạch của thiên thần rất thành công hai hai bên triệu gia đều bại chiến lược còn lại 10 không còn một thiên trạch thừa loạn phát động tấn công rồi các tộc nhân vui mừng cảm thán tốt quá nay sau chúng ta có thể ngần cao đầu rồi thiếu tộc trưởng không những thực lực cao cường trí kế càng vô song trời phù hộ tiên gia chúng ta đây là ra một vị chân long thiên thần nói với thiên chính tộc trưởng nay triệu bá thiên đã chết chúng ta là lúc về giải quyết triệu gia rồi ừ. một tiếng sau triệu gia lúc này đã chìm trong biển lửa các trưởng lão và đệ tử triệu gia đang chiến đấu cục bộ triệu gia trực sự cảnh giới manh hoàng tứ trùng đang bộc phá ra sức mạnh khổng lồ tấn công thẳng về phía thẩm lan đình cô ta lúc này thi triển tuyệt kỹ của mình triệu hồi ra con mãng xà khổng lồ giao sát lục tinh linh kỹ độc linh tán bác mãng xà quấn lấy cổ năng lượng của triệu gia trực sự kia và trực tiếp nghiền nát nó hắn ta không tin vào mắt mình nữa cái gì chứ chết đi mãng xà của thẩm lan đình há miệng với bộ răng sắc nhọn của mình lao thẳng đến đâm xuyên qua người của hắn ta khứa này rơi xuống chết ngay tại chỗ đám tộc nhân thiên gia bên dưới cảm thán thẩm cô nương lợi hại quá ngay cả trực sự xếp hàng thứ ba triệu gia cũng không phải đối thủ của cô ấy tuổi này đã có thực lực manh hoàng cảnh lục trùng thật sự yêu nghiệt ta xem cũng chỉ có trưởng lão triệu gia mới có thể đấu với cô ấy lúc này có một tên triệu gia bất ngờ từ đâu xuất hiện phía sau lưng thẩm lan đình cô ấy đứng im không cử động hình như đã bị trọng thương tiêu rồi tu luyện vạn độc kỳ kim áp chế độc đó sao lúc này lại rung động cơ hội tốt hứa triệu gia này chém một đường kiếm khí khổng lồ thẳng về phía thẩm lan đình chết đi thiên thần đã kịp thời xuất hiện và đang nén toàn bộ linh lực xung quanh tụ lại ngâm long kiếm để chống đỡ đòn tấn công này một vụ nổ năng lượng khủng khiếp diễn ra khi hai luồng năng lượng này va chạm vào nhau hừ dám làm hỏng việc của ta cùng chết đi hắn ta dùng kiếm kỹ đâm mạnh tới ngươi có bản lĩnh này hãy nói đi thiên thần cũng đáp trả hắn ta bằng lưỡi kiếm của mình kiếm kỹ không ai chịu thua ai Muốn giết người của ta nhất định không để cô ta sống hứa triệu ra kia bất ngờ rút ra một con dao nhỏ và tấn công bất ngờ thẩm lan đình chết đi thiên thần xoay thẩm lan đình ra sau và đánh bật tay hắn ta ra sớm tính được ngươi sẽ làm vậy thật tưởng ta không có chuẩn bị sao Khứa Triệu gia kia liền lùi ra giữ khoảng cách với Thiên Thần ngay. "Hừ, xem thử ngươi rồi, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Lần này ta xem ngươi làm sao ngăn ta." Hắn ta thi triển tuyệt kỹ manh hoàng cửu biến đột phá giới hạn bản thân. Đám tộc nhân Thiên gia bên ngoài toát mồ hôi hột. Là manh hoàng cửu biến của Triệu gia, trong thời gian ngắn như vậy, nâng đến tam trùng tiểu cảnh giới. Thiếu tộc trưởng chẳng qua manh hoàng nhị trùng cảnh, nguy hiểm rồi. Bây giờ tên trực sự Triệu gia này đã đạt đến cảnh giới manh hoàng ngũ trùng rồi. Hắn ta đâm mạnh kiếm xuống thẳng về phía Thiên Thần thiên thần cũng bùng phát sức mạnh mãnh liệt của mình ra. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi linh kỹ đều vô dụng, ngông cuồng tự đại là phải trả giá nó. Cơ thể của mình sao mất không chế rồi? Độc tố trên kiếm lúc nãy sớm đã ngấm vào máu của ngươi. Ngay lập tức hắn ta đã bị những tia độc của Thẩm Lan Đình đâm xuyên người chết ngay tại chỗ. Ý thức chiến đấu của thiếu tộc trưởng tỉ mỉ như vậy, nếu là ta, bây giờ e đã chết thấu rồi nhỉ. Thiên thần nhìn Thẩm Lan Đình thầm nghĩ, Lan Đình đã nhiễm độc gì? Chỉ là tiếp xúc đã có thể tạo ra ảnh hưởng với mình. Vô nhai tinh quân chợt hiện ra nhắc nhiều thiên thần, tiểu thần tử cô nương này phải mau chóng chữa trị, nếu không nguy hiểm tính mạng. Ừm. thiếu tộc trưởng, người không sao chứ? Thẩm cô nương sao vậy? Nay đại cục đã định, chỗ này có chúng tôi, người dẫn thẩm cô nương về đi. Chợt có tiếng quát từ đâu vọng tới, các người ai cũng không đi được. Hôm nay, cho dù triệu gia bọn ta diệt cũng không để thiên gia các người sống tốt. Bộ dạng đám người này thê thảm, xem ra là chạy từ nơi khác đến. Một đám người triệu gia từ đâu xuất hiện? Các huynh đệ, chúng ta giết một đủ vốn, giết nhiều lời nhiều đám người này ồ ạt lao về phía thiên thần và các tộc nhân các huynh đệ xông lên giết họ thiên thần chấn an tộc nhân mọi người vững trận đường hoảng chợt từ phía sau lưng thiên thần từ đâu bay đến những thanh kiếm sau đó là vô số những thanh kiếm khác từ trên trời đâm thẳng xuống về phía đám người của triệu gia này bọn chúng ngơ ngác khi thấy những thanh kiếm này không rơi chúng bọn họ mà rơi hết xuống đất vài giây sau những thanh kiếm này phát sáng lên và đột nhiên phát nổ những vụ nổ liên tục làm chấn động cả một khu loại phương thức chiến đấu này dường như có chút quen có thể không có nhân tính nổ mất một mớ linh kiếm chỉ có tiểu ma nhỉ thì ra những kiếm nổ này chính là chiêu thức của tiểu vũ cô ấy đã đến hỗ trợ bọn họ thần ca ca các huynh ổn chứ những mùi hương chứa độc của thẩm lan đình ngay lập tức làm cho cô ta choáng váng em sao em hơi nhức đầu nhỉ thiên thần giải thích chị lan đình của em trúng độc rồi tránh xa cô ấy chút sẽ ổn chỗ này giao cho em anh dẫn cô ấy về giải độc được nửa đêm đó thiên thần đưa thẩm lan đình trở về thiên gia để chữa trị thầy độc của lan đình chưa kịp hỏi dứt câu thì thiên thần chợt trở nên chóng váng và phun ra chất độc gì đó vô nhai tinh quân hiện ra xem xét và nhắc nhở anh ta cậu đây là bị nhiễm độc của cô nương này rồi xem ra độc này cực kỳ khó giải quyết cậu mau ngồi thiền muộn nữa sẽ phiền phức đó song thiên thần liền ngồi thiền để cho vô nhai tinh quân chữa trị ôm nguyên thủ nhất chuyện khác giao cho ta thần lực của vô nhai tinh quân đã đánh tan ép chất độc trở ngược ra bên ngoài không ngờ độc này là vạn độc kỳ kinh tạo thành thiên thần thắc mắc vạn độc kỳ kinh sao ừm tu luyện vạn độc kỳ kinh cần thể nạp bách độc khiến độc dược trong cơ thể tương sinh tương khắc, hình thành luân hồi. Nếu bách độc không đủ, tu luyện đồng thời sử dụng lượng lớn độc linh lực sẽ còn gặp phản xạ độc tố. Thầy có cách không? Vô Nhai Tinh Quân cũng không chắc bản thân mình có thể chữa trị được không. Thẩm Lan Đình lúc này kêu gào thảm thiết như rất đau đớn, "Lan Đình, năng lượng bộc phát của vạn độc kỳ kinh lan tỏa ra bên ngoài quả thật khủng khiếp. Ta chỉ có thể tạm thời đem độc tố phong ấn trong huyệt vị của cô ấy, nếu muốn khỏi hẳn, cần phải bù đủ độc dược." Tiểu thần tử, mau dùng linh lực phóng ngạch huyệt vị, linh lực độc này muốn thoát khỏi phong ấn. Thiên thần dùng linh lực của mình phóng vào huyệt vụ của Thẩm Lan Đình theo chỉ dẫn của Vô Nhai Tinh Quân về cho ta. Vạn độc kỳ kinh quả nhiên cực kỳ khó để áp chế. Thiên thần truyền xa không được thì truyền trực tiếp linh lực của mình thẳng vào cặp bảy to tròn của Thẩm Lan Đình. Một hồi sau thì Thiên thần mệt sấp mặt nằm ngửa ra, vù, cuối cùng cũng ổn định rồi. Một tuần sau, tại sân vườn Thiên gia thì Thẩm Lan Đình bao giờ đã khỏe lại. Muội bây giờ cơ thể còn yếu không thể dùng linh lực, đừng ngồi lâu ở ngoài, tịnh dưỡng nhiều sẽ tốt hơn. Thẩm Lan Đình hỏi Thiên thần, ừm, thư lấy được chưa? Thiên thần lấy lá thư ra và đáp, lấy được rồi, thư này là sao? Sao lại giấu ở nơi khó tìm như vậy? Còn nhớ thiếu nữ tộc Vũ hội đấu giá đó không? Lúc trước muội và tộc người của cô ấy từng giao dịch qua một lần, muội cứu A Nhã ra, họ cho muội thánh linh tinh thúy. Thiên thần cũng nhớ ra cô gái mà Thẩm Lan Đình nhắc đến chính là A Nhã, là cô ấy. Thẩm Lan Đình cầm bức thư đó lên xem, bên trong có một tấm bản đồ, cô ấy nói với Thiên thần: "Thánh linh tinh thúy là một vị linh dược quan trọng nhất để tu luyện vạn độc kỳ kinh cũng có thể chữa khỏi hẳn cho muội, mà đây là bản đồ nơi dựng trại của họ." thiên thần cầm tấm bản đồ đó thầm nghĩ tứ phương sơn sao nay thiên gia vấn đỉnh thành phi nhạn mọi việc đã xong cũng là lúc xuất phát đi tìm lãnh thường rồi không lâu sau thiên thần cùng với thẩm lan đình trở về thiên gia thu xếp mọi việc để chuẩn bị xuất phát lên đường thiên chính đưa cho thiên thần một chiếc nhẫn chữ vật bên trong có chuẩn bị sẵn những đồ vật cần thiết xong mọi người cùng nhau từ biệt thiên thần và bọn họ cùng nhau lên đường không lâu sau hai người họ đi đến một đoạn đường vắng thì chợt thiên thần dừng xe ngựa lại thẩm lan đình bên trong thắc mắc liền hỏi thiên thần sao dừng lại vậy thì anh ta đáp phía trước động tĩnh lớn như vậy, không biết tình hình gì, nhìn một chút tốt hơn. Trước mặt bọn họ lúc bây giờ có một tiểu đội Hắc vực sơn tặc đang cởi ngựa tay cầm vũ khí tiến về phía bọn họ. Khứa chột mắt này chính là trùng nhỏ Hắc vực sơn tặc, cảnh giới manh hoàng cảnh nhị trùng, hắn ta cười nói: "Nay thật là nhiều chuyện vui liên tục không ngờ đường về còn có thể gặp được tuyệt sắc như vậy. Dung mạo xinh đẹp như vậy, thân hình mê hoặc như vậy, thật là trong số đàn ông hiếm thấy." Một tên thuộc hạ phái phái chảy nước miếng nói với tên đại ca: "Đại ca trực tiếp giết người đàn bà, bắt tên đàn ông về hưởng thụ đi." Tên thủ lĩnh tóc xanh từ từ bước xuống ngựa, nhìn ngươi chút tích sự này, đối với mỹ nam phải có lễ phép. Tên biến thái này cởi áo ra và ném ra ngoài, thẻ lưỡi ra chém chém. Ta lễ phép cái ông nội ngươi. Thiên thần cây cú thi triển cực ảnh mê tông bộ pháp tiếp cận hắn ta với tốc độ cực nhanh và thoi cho hắn ta một đấm vào mùng muốn xéo quay hàm luôn. Đám thuộc hạ bên ngoài còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã sững sờ. A à, đại ca, khứa đại ca kia bị thiên thần đánh văng ra mấy mét về phía đám thuộc hạ. Dám động đại ca bọn ta, ta xem tiểu tử ngươi chán sống rồi. Giải quyết hắn trước mới đi giải quyết người đàn bà trên xe ngựa. Hai khứa xấu như Ma Tha La này định lao lên tấn công thiên thần nữa thì tên đại ca kia gọi lại, dừng tay hết cho ta. Ừ. Không hổ là người đàn ông ta nhìn chúng. Ta đủ sức. Đừng nhúng tay. Ta phải chính tay chinh phục hắn. Hắn ta gồng cơ bắp cuồn cuộn lên khiến cho đáp thuộc hạ bên ngoài phải tỏ vẻ lo lắng. Tiểu tử này chết chắc rồi, chúng ta không có cái để chơi rồi. Không ổn, đại ca vào trạng thái hữu ái rồi. Hắn ta lao nhanh về phía thiên thần, tiểu tử để chúng ta cùng đấu thịt hữu nghị nào thiên thần liền tránh sang một bên ngay biến thái chết tiệt ngươi đừng đụng ta người không trốn được đâu để chúng ta ôm nhau nồng nhiệt đi thiên thần để ý thấy có một tên thuộc hạ ở đằng sau lưng liền di chuyển nhanh như chớp đẩy hắn ta vào trong cho khứa đại ca này ôm chúng cơ thể của mỹ nam quả thật không giống nhau muốn cứ vậy ôm mãi thật đấy để chúng ta dung hòa thành một thể đi nào hắn ta không hề nhận ra là đang ôm phải tên thuộc hạ của mình liền siết chặt lại linh kỹ không rõ tên cái ôm hữu nghị rất nhanh sau đó tên thuộc hạ đã bị hắn ta siết chặt hẹo luôn a à, sao lại Thiên thần lúc này bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn ta và đâm thanh kiếm xuyên qua ngực hắn ta, biến thái chết tiệt, đi chết đi. Mấy khứa chưa trải sự đời bên ngoài thấy đại ca đã chết thì hốt hoảng bỏ chạy. "Mẹ ơi, ngay cả đại ca cũng không phải đối thủ, chúng ta chạy mau đi." Bọn sơn tặc này tuy hơi ghê tởm, nhưng cũng không phải không có tác dụng. Nhìn kho báu và tài mà bọn chúng cướp được bỏ lại thì Thiên thần và Thẩm Lan Đình hai mắt sáng rỡ, "Lan Đình, chúng ta sắp phát tài rồi." Thiên thần liền lấy chiếc thùng kỳ lạ kia đặt xuống và mở ra, "Để ta xem trong đây đều có bảo vật gì." mở ra thì thiên thần và thẩm lan đình bất ngờ khi không phải là tiền bạc hay báu vật gì mà lại là một cô gái đang bị trói sau khi cởi trói thì cô ta cứ xà nẹo bên cạnh thiên thần khiến cho anh ta đỏ mặt e thẹn đây em gái này cũng thật không xem ta là người ngoài cô bé tóc xanh này cảm tạ thiên thần tại hạ phúc đa 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 tạ công tử tương cứu á đù nằn ý thì ra người này chính là đàn ông chứ không phải là một cô gái anh ta giải thích ừm tuy thường hay vì ngoại hình của tôi mà gây ra nhiều hiểu lầm ở trên phố bị công tử bắt chuyện để người ta hiểm lầm vào nhầm nhà tắm nhưng tôi là đàn ông dưới hắn có bảo bối thật sự thiên thần nghe nói như thế thì động lòng bộ dạng này thật là gian lận mà lúc này có một đám người từ xa cưỡi ngựa phi tới a à, là quả ra a phúc của tôi khứa tóc xanh liền gọi bọn họ lại a phúc tôi ở đây a phúc vui mừng thiếu gia tìm được người rồi hắn ta phi ngựa như vũ bão chạy về phía thiếu gia của mình thì bất ngờ chân ngựa vấp phải vào một hòn đá NHRO ven đường và ngã xuống té sấp mặt lở thiên thần cùng với thẩm lan đình và khứa thiếu gia kia nhìn hết biết nói gì luôn đa tạ thần ca tương cứu tôi là thiếu đông gia của thương hội đa phúc có thời gian đến thương lãng thành tôi tiếp đãi huynh ừm lần sau đừng ngốc để bị sơn tặc bắt nữa xong thì bọn họ từ biệt thiên thần và thẩm lan đình trở về chậm trễ lâu như vậy chúng ta cũng nên lên đường rồi ừm ba ngày sau hai người họ cũng đã đến được tứ phương sơn lan đình phía trước không xa chính là nơi ở của tộc giật nhân rồi ừm vừa nói dứt câu thì khung cảnh đập vào mắt hai người họ lại là một cảnh tượng thảm khốc thôn tộc giật nhân đã bị sụp đổ và thiêu dụi hoàn toàn sao lại vậy chứ thiên thần và thẩm lan đình cùng đi vào bên trong xem sao thiên thần đặt tay sờ vào mặt đất thì vẫn còn nóng chỗ này xem ra vừa gặp nạn lớn không lâu thẩm lan đình lo lắng thánh liên tinh túy chỉ có thánh nữ tộc giật nhân mới có thể trước ra từ trong thánh liên giờ phải làm sao ta đi xem thử có thể tìm được chút manh mối nào trong thôn không ủm hai người họ chợt nghe thấy tiếng của ai đó đang kêu bên trong các người đừng ăn lộ 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 không ngon phía sau thôn tộc giật nhân thì có một cô bé đang sợ hãi bỏ chạy cô ấy tên là lộ lộ thuộc tộc giật nhân Lộ Lộ đang chạy khỏi đám yêu thú khổng lồ trong khu rừng. Cô ấy chui vào một tán cây nhỏ và trốn thì ngay lập tức con gấu khổng lồ kia đã tìm ra và đang đuổi theo cô bé. Ba con linh thú khổng lồ này đã dồn Lộ Lộ vào đường cùng. Bọn chúng há miệng với hàm răng sắc nhọn lao thẳng tới phía cô bé. Lộ Lộ nhắm mắt lại và thốt lên, "Tỉ tỉ." Một tiếng động vang dội nổi lên, cánh tay của con gấu khổng lồ kia bị chém đứt. Thiên thần ngầu lòi xuất hiện trước mặt cô bé, "Không sao rồi. Tiểu nha đầu đừng sợ." Đêm đó thiên thần nướng thịt của đám linh thú này cho mọi người cùng ăn lộ lộ có vẻ rất đói bụng nên ăn như hạng ăn từ từ thôi còn có nữa lộ lộ đang ăn chật ngưng lại xúc động ôm chầm lấy thẩm lan đình cảm ơn tỷ đã cứu lộ lộ thiên thần bên này gọi bé con này phiền xem nhìn một chút người cứu em là anh ồ cảm ơn thiên thần hỏi cô bé lộ lộ sao em lại bị yêu thú đó đuổi theo vậy lộ lộ kể lại chuyện hôn nó lúc đó mọi người trong tộc đang vui vẻ sinh hoạt như bình thường thì chợt có một đám người lạ mặt cầm vũ khí đi đến bắt đám tộc giật này lại cho tạ bất luận sống chết sau đó bọn chúng tấn công mọi người trong tộc a nhã lúc trước mà thiên thần cứu trong đấu giá là chị của lộ lộ cô ấy cũng là người tộc giật nhân lúc đó a nhã đẩy lộ lộ đi và dặn dò mau chạy tuyệt đối đừng quay về tỷ tỷ chúng ta cùng đi ta không thể để lại một mình tỷ nghe lời muội đi mau tỷ phải ở lại bảo vệ thanh nữ sống cho tốt a nhã đẩy lộ lộ ra bên ngoài tỷ tỷ em muốn về tìm tỷ tỷ lại gặp mấy yêu thú đó thiên thần thầm nghĩ thánh liên tinh túy chỉ có thánh nữ tộc giật mới có thể luyện ra bây giờ thánh nữ bị sơn phỉ dẫn đi e là mình phải vào hang ổ sơn phỉ một chuyến rồi xong anh ta nói với lộ lộ bọn ta giúp muội đi cứu tộc người của muội cô bé vui mừng thật sao tốt quá rồi lộ lộ lo lắng vội kéo tay thiên thần đi vậy bây giờ chúng ta đi đi muội biết đường chờ chút khoan hãy vội một mình ta đi thăm dò thật hư rồi nói xong thiên thần đến doanh trại của đám sơn phỉ này để thám thính tình hình trận thế của đám sơn phỉ này không nhỏ đến giờ thay ca rồi vốn tưởng chẳng qua là đám ô hợp không ngờ bọn người này được huấn luyện bài bản như vậy phải mau chóng tìm được nơi nhốt người thiên thần liền rời đi nhưng không may làm rơi một mảnh đá vào đầu của một tên canh gác hắn ta liền ngoảnh mặt lên nhìn thử thì chỉ thấy có một con mèo trên tường thì ra là con mèo à ta còn tưởng có người đến cướp mục chứ thiên thần đã dùng cực ảnh mê tông bộ pháp di chuyển khỏi nơi đó và tiến sâu vào trong thiên thần dừng chân trên một mái nhà nơi này canh phòng nghiêm ngặt như vậy có thể chính là nơi giam giữ tộc giật anh ta nhẹ tay lấy lên một miếng gạch ngói và đưa mắt nhìn vào trong bên trong là hình dáng của một cô gái nào đó đang tắm. Thiên thần vội quay mặt lên không nhìn nữa, anh ta đỏ mặt, mình vẫn là đi trước cho lành đi. Vừa định rời đi thì thấy hai tên lính canh bên dưới có trò chuyện với nhau. Ý, cậu nghe nói chưa, gần đây trong trại thiếu người, đại đương ra họ muốn nạp thêm hiền tài đó. Nhìn giọng điệu văn vẻ nghèo nàn đó của cậu, cái đó chúng ta gọi là chiêu binh. Thiên thần suy nghĩ kế sách, canh phòng ở đây nghiêm ngặt, nếu có thể gia nhập vào trong, có lẽ cứu bọn người tộc giật sẽ dễ hơn nhiều. Chợt một viên gạch ngói rơi thẳng xuống bên dưới lỗ hổng vừa rồi, cô gái bên dưới đang tắm ngon lành thì rơi thẳng vào tay cô ta. Hai tên thuộc hạ bên ngoài bây giờ cũng đã phát hiện ra thiên thần liền quát lên, "Ai?" Thiên thần liền dùng cực ảnh mê tông bộ pháp trốn thoát ngay. Có địch ở trên nóc nhà, đám thuộc hạ canh gác này liền đuổi theo thiên thần, đứng lại. Cô gái bên trong phòng tắm lúc nãy khoác y phục đi ra, một mái tóc đỏ cùng với bộ đồ đỏ với body cháy như phi phai. Có kịch hay xem rồi, phía thiên thần vẫn đang là cuộc rượt đuổi của đám sơn phỉ, đứng lại cho ta. Không lâu sau thiên thần đã chạy đến đường cụt, tiêu rồi đám sơn phỉ đã bao vây thiên thần lại tiểu tặc dám chạy đến trước nhà tổ sư ra ra ngươi xem bọn ta làm sao giải quyết ngươi lên cho ta chợt bọn chúng đứng hình sững sờ nhìn gì đó thiên thần bất giác ngoảnh mặt ra sau thì một thứ gì đó khủng khiếp với cặp mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn nhìn chằm chằm vào anh ta nó đánh mạnh xuống đất nhưng cũng may thiên thần tránh kịp trời má là một con sói khổng lồ nó gầm rú dữ tợn lên bầu trời bất ngờ một con chim ưng với đôi vuốt sắt bén lao thẳng xuống tấn công nó khứa sơn phỉ bên này thì chỉ tay về phía thiên thần và ra lệnh cho đám thuộc hạ mau giải quyết hắn tiểu tử này nói không chừng ở trong trại đã phát hiện ra gì không thể để hắn chạy được thiên thần tỏ vẻ lo lắng lùi về sau ta mà phát hiện ra gì thì tốt rồi trước có sói sau có hổ mình thật là xui xẻo thiên thần liền từ từ rút ngâm long kiếm của mình ra và phi thẳng ra vô số những kiếm khí khác đồng loạt xuất hiện thiên thần quát lớn cút ra cho ta anh ta thi triển kiếm kỹ tất mang kiếm trận bắn ra vô vàn thanh kiếm đâm vào người đám sơn phỉ này rất nhanh sau đó bọn chúng đã nèm dẹp dưới kiếm của thiên thần thiên thần thu ngâm long kiếm lại bên mình nhân lúc hai con yêu thú này đánh mau, mình chạy trước đi. Con chim ưng và con sói khổng lồ kia vẫn đang do chiến kịch liệt thì thiên thần liền chạy đi. Vừa chạy được vài bước thì con sói kia bất ngờ tấn công thiên thần từ đằng sau đánh anh ta văng lùi ra. Con chim ưng kia cũng đâu thể để yên cho đối thủ của mình được, nó lao tới vồ lấy. Thiên thần cảm thấy đây chính cơ hội tốt để bỏ chạy. Anh ta lập tức thi triển cực ảnh mê tông bộ pháp rời đi. Chợt thiên thần cảm ứng được có vật gì đó ngay bên trận chiến của hai yêu thú khổng lồ kia. Là cỏ linh hư, có thể để người chết đi sống lại thiên thần liền trốn sang bên cạnh một tảng đá lớn và quan sát có được cỏ linh hư này thì thêm một mạng nữa xem ra mình vẫn chưa thể đi như vậy đang suy nghĩ thì con chim ưng kia bất thình lình bị đánh văng tới chỗ thiên thần làm tảng đá đó vỡ tan tành thiên thần lặng người có cần chính xác vậy không mình trốn đến đâu thì đánh đến nó. xong hai con yêu thú kia bật lên lại sẵn sàng tư thế chuẩn bị chiến tiếp ngay hai thế lực này ngang sức nhau mình muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi e là phải thêm ngọn lửa rồi thiên thần triệu hồi ngâm long kiếm và phi thẳng về phía của con chim ưng khổng lồ kia thanh kiếm này đâm vào lưng của nó một cái ót chim ưng giận dữ quay mặt lại thì không thấy ai vừa quay lại thì thiên thần điều khiển ngâm long kiếm đâm tiếp một phát vào lưng nó nữa chim ưng nỗi cơn phần nộ liều mạng với con sói khổng lồ kia luôn đốt cháy yêu hồn xem ra là chuẩn bị liều mạng rồi chim ưng lao nhanh phóng thẳng về phía con sói kia thiên thần thu ngâm long kiếm lại chim này nếu đã đốt yêu hồn thực lực vẫn kém hơn xúc sinh nó. con sói kia cũng bộc phá năng lực khủng bố của nó để chống đỡ đòn tấn công của chim ưng đây là một cuộc chiến thử sức chịu đựng xem ai có thể chiến thắng không lâu sau yêu hồn của chim ưng đã bị đốt cháy trước khi nó có thể đánh được con sói khổng lồ này xem ra mình phải giúp nó một tay rồi con sói kia lúc này đã phát hiện ra cây cỏ linh thư kia và đang tiến lại gần lúc này thiên thần xuất hiện và nói với nó thứ này không thể thuộc về ngươi sói vương hai mắt đỏ rực há hàm răng sắc nhọn cùng với bộ móng vuốt kia lao tới tấn công thiên thần anh ta nhảy lên thi triển tuyệt kỹ long trào chảm kích hoạt long hồn trong thanh ngâm long kiếm đánh thẳng vào đầu sói vương thiên thần cầm chắc ngâm long kiếm và đâm mạnh vào đầu nó phía bên này khu rừng thì đại đương gia của bạch hổ sơn trại đã cảm nhận được có một trận chiến khốc liệt đang diễn ra bên trong khu rừng chuyện gì thế này à nữ nhân tóc đỏ kia đang ở cùng đại đương gia này dô tiểu tử này gây ra động tĩnh không nhỏ ông ta liền gọi thuộc hạ vào trong ngay người đâu có đi xem cho lão tử tên nào không có mắt dám sinh sự ở gần trại chúng ta chuyển cảnh về sáng hôm sau tại hang động bên ngoài khu rừng thì thẩm lan đình và lộ lộ vẫn còn đang ngủ chợt một bóng trắng xuất hiện ngoài cửa hang thẩm lan đình liền tỉnh rất cảnh giác ngay thiên thần vác chiếc đùi của con sói vương kia liền nói là ta vù sao huynh mới về vậy chẳng phải huynh đi thăm dò sao đâu ra thịt yêu thú vậy đừng nhắc nữa lúc ta rời khỏi bạch hổ chạy gặp phải hai con yêu thú đánh nhau huynh không có bị thương chứ sao muội lo cho ta à thẩm lan đình đỏ mặt ta mới không có xong thiên thần lấy cây cỏ linh hư thảo ra đưa cho thẩm lan đình xem yên tâm đi không những không bị thương còn có được một cây linh hư thảo vậy huynh có tìm thấy tộc dực không chỗ đó ba bước một sáo, trông chừng quá nghiêm ngặt nhưng ta nghe nói họ đang tuyển người đây là một cơ hội tốt tiện cho chúng ta trà trộn vào trong cứu người nếu vậy thì chúng ta chờ là được huynh cũng thức cả đêm rồi ngủ tí đi thiên thần liền làm một giấc đến chiều tối hôm đó đang ngái ngủ mà cũng chảy nước miếng khi ngửi được mùi thơm từ đâu sọc vào mũi thơm quá mở mắt ra thì thấy thẩm lan đình đang mang đồ ăn vào cho mình huynh dậy đúng lúc thật thiên thần liền ngồi bật dậy ăn ngay chật tay nghề của muội càng lúc càng tốt rồi ăn được vài miếng thì chợt thiên thần ngừng lại thẩm lan đình thấy thế liền thắc mắc hỏi huynh sao vậy thiên thần đáp ta chắc là sắp đột phá rồi xong anh ta ngồi thiền suốt nửa canh giờ sau cuối cùng cũng đột phá được cảnh giới manh hoàng tam trùng rồi thẩm lan đình lúc này cũng chế biến thuốc xong và mang vào cho thiên thần thuốc này có thể dị dung trong thời gian ngắn nhưng cách ba ngày là phải thay một lần huynh đừng quên thiên thần liền lấy thuốc đắp vào mặt ngay yên tâm đi muội và lộ lộ bảo vệ tốt mình thiên thần đã hóa hình khuôn mặt của mình trông giống như những tên sơn phỉ trong bạch hổ sơn trại lộ lộ lúc này từ bên ngoài vui vẻ chạy vào gọi thiên thần đại ca ca tộc người của muội nhờ cậy thiên thần ngoảnh mặt lại khiến cô bé giật mình lùi lại a à, ngươi là ai thiên thần cười thích thú xem ra ta dị dung rất thành công xong xuôi thì thiên thần lập tức lên đường đến bạch hổ trại ta hứa với muội nhất định sẽ giúp muội cứu tộc người của muội ra lộ lộ thì thầm với thẩm lan đình Tỷ Tỷ, đại ca ca cười thật không giống người tốt quả thật quỷ di chuyển cảnh sang phía bên ngoài bạch hỗ trại thì trường đấu tuyển chọn đang diễn ra náo nhiệt thiên thần đứng sững sờ một sơn trại lại có nhiều người muốn gia nhập như vậy một tên vỗ vai thiên thần nói huynh đệ cậu tưởng bọn tôi bằng lòng sao nay tai họa liên thiên vào sơn trại mới có ăn có uống lúc này khứa trên sàn đấu thông báo các vị hảo hán lần này bạch hổ chạy đối chiến với hồng diệp trại tuy là xem thắng nhưng đã khiến không ít huynh đệ bị thương lần này sàn đấu đã mời các vị hảo hán gia nhập bạch hổ trại ta để chúng ta cùng phấn đấu vì tương lai của cả bạch hổ trại mọi người bên dưới hò reo thích thú được thao tác này sánh với tuyên truyền hổ ca trên võ đài đắc ý chỉ cần các vị có thể qua được 10 chiêu trong tay ta thì có thể gia nhập bạch hổ trại đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng tận vừa nói dứt câu thì một chiếc diều lớn từ đâu bay lên võ đài một cái ẩm một tên to con vạm vỡ bước lên đối chiến để ta hắn ta ra hiệu bắt đầu trận đấu thiên thần bên dưới thầm nghĩ mãn phu thua chắc rồi xem chiêu tên cho con này vung chiếc diều trà bá lửa của mình ra tấn công nhưng hắn ta đã nhẹ nhàng né được xong cho một đạp vào hạ bộ của khứa to con khổng lồ này thì hắn liền lăn ra hẹo trên võ đài người tiếp theo khứa mặt chuột với cây chùy gai của mình lao lên võ đài đối chiến để ta ứng chiến Hồ ca liền đưa tay quắc quắc hắn ta đến mời khứa mặt chuột này bắt đầu cầm cây chùy gai múa mai quay cuồng múa kiểu gì một hồi thì hai quả chùy thắc vào cổ hắn thở không được hẹo luôn tập hai thiên thần hết cú nỗi khứa mặt chuột này luôn ôi trời chỉ vậy sao một tiếng sau Hồ ca trên võ đài hỏi mọi người bên dưới còn ai đến ứng chiến không các tuyển thủ bên dưới không ai dám lên ứng chiến người này thân thủ bất phàm lên là bị đánh thiên thần lúc này bước lên võ đài đối chiến Hồ ca để ta thiên thần liền hỏi hắn ta lúc nãy ngươi nói qua được 10 chiêu trong tay ngươi thì có thể vào trại nếu ta đánh bại ngươi thì sao hồ ca đắc ý tiểu tử cậu quá ngông cuồng rồi cậu tưởng mình là tuyệt thế cao thủ gì à đừng nói khoát mau xuống đi thật là người ngốc nói mớ cậu ngủ hồ đồ rồi à tiểu tử hôm nay tôi dạy cậu gọi gì gọi là khiêm tốn hồ ca vẫn linh lực vào hai bàn tay của mình và lao lên tấn công thiên thần anh ta đưa kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công của hắn ta và dung cho hắn một đá văng ra 10 chiêu quá nhiều rồi ba chiêu là được thiên thần liền thi triển cực ảnh mê tông bộ pháp nhanh như chớp đã bay ra sau lưng của hồ ca thiên thần mở kích hoạt ngâm long kiếm thi triển liệt thiên kiếm pháp đâm thẳng về phía hồ ca một luồng kiếm khí đầy uy lực hồ ca lúc này chỉ biết đứng yên một chỗ tạo ra một lớp màn chắn ngăn cản đòn tấn công của thiên thần uy lực của liệt thiên kiếm pháp quá khủng bố đánh thẳng vào lớp màn chắn đó hồ ca vẫn đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ rất nhanh sau đó lớp màn chắn của hồ ca dần dần vỡ nát hắn ta học máu ra trọng thương thiên thần kết thúc liệt thiên kiếm cũng là lúc hồ ca chịu đựng hết nỗi mà phải quỳ một bên gối xuống ngươi thua rồi. Thiên thần đưa kiếm kề cổ hắn ta nói, bây giờ có thể nói đánh thắng ngươi ta được gì rồi chứ? Hồ ca cay cú, ngươi, mẹ nó rõ ràng là đánh lén. Ồ, ta đánh lén sao? Ai ra tay trước người ở đây đều nhìn thấy đó. Thiên thần đâm nhẹ lưỡi kiếm sắc bén của mình vào cổ Hồ ca. Hồ ca thầm nghĩ, tiểu tử này nếu vào trại, với thực lực của hắn chắc chắn sẽ đạp lên đầu mình. Chi bằng bây giờ giải quyết cho rồi. Hồ ca vận dụng hết chút sức lực còn lại của mình bất ngờ tấn công Thiên thần, đi chết đi. Thiên thần cũng sẵn sàng tư thế nghênh chiến hắn ta lúc này một trường lực khủng khiếp bất ngờ đánh thẳng tới thẳng vào trường lực hồ ca người này quát lên đủ rồi hồ ca đã bị uy lực của trường lực này đánh bay xuống võ đài người này chính là nhị đương gia của bạch hổ trại cảnh giới huyền ngọc tam trùng thân là người thủ lôi đánh lén người tham dự tự mình đến hình đường nhận phạt xong ông ta quay sang vỗ vai nói với thiên thần thực lực không tệ bạch hổ trại ta đã nói lời giữ lời ngươi gia nhập trại ta làm đội trưởng một tiểu đội đi đa tạ đại nhân thiên thần thầm nghĩ làm đội trưởng hành động chắc sẽ không bị quá nhiều giới hạn ngược lại tiện thăm dò tộc giật bị nhốt ở nơi nào nhị đương gia nhìn thiên thần cảm thấy hài lòng lần này xem như nhặt được bảo bối rồi thiên thần thì thầm nghĩ mình dị dung thành như vậy rồi nhị đương gia này không phải có sở thích kỳ quái gì đấy chứ ba ngày sau tại phòng hội nghị bạch hổ trại thì bốn người thông qua tuyển chọn đi đến gặp nhị đương gia nhị đương gia nói chư vị chỉ là vào bạch hổ trại ta nhưng muốn chính thức gia nhập bỏ ta chỗ đó còn cần lập một danh trạng ông ta chỉ tay về cuốn trục nhiệm vụ đặt trên bàn chư vị mời thiên thần lên lựa chọn nhiệm vụ cho mình ô những nhiệm vụ này thật là toàn bộ đều nhằm vào hồng diệp trại trên cuốn trục đó có ghi tư phương sơn khách chọn độ khó khá cao cân nhắc lựa chọn thiên thần liền chốt nhiệm vụ đó ngay nếu hoàn thành nhiệm vụ này chắc sẽ được trọng dụng ở trong sơn trại đi lại cũng sẽ tiện hơn mọi người đều chọn xong thì tới nhị đương ra nói xem ra các vị đều chọn xong rồi vậy thì ta ở trong trại chờ tin tốt của các vị bốn người lập tức tuân lệnh nhất định không phụ kỳ vọng của nhị đương gia nhị đương gia cầm cuốn trục nhiệm vụ lên xem thì ngạc nhiên không ngờ tiểu tử này lại chọn nhiệm vụ này xem ra có kịch hay xem rồi đại dương gia lúc này đi ra nhắc nhở thiên thần này chưa thức không tầm thường đi thăm dò lai lịch của hắn đừng là gián điệp của hồng diệp trại đại đương gia yên tâm sớm đã sắp xếp người đi tra rồi nhiệm vụ lần này cũng phái người trông chừng rồi trại của chúng ta không thể xuất hiện gián điệp ạ. À, không lâu sau thiên thần đã đến được địa điểm nhiệm vụ đó chính là khách điếm tứ phương sơn một tên tiểu nhị từ bên trong đi ra nhìn thấy thiên thần liền hỏi dô vị khách này là nghỉ ngơi hay ở lại thiên thần không trả lời mà nhìn qua nhìn lại khách quan đừng nhìn nữa phương viên mấy dặm ở đây chỉ có một căn khách điếm chúng tôi cái này khách quan yên tâm giá của tiệm nhỏ chúng tôi tuyệt đối công đạo xong hắn ta vui vẻ gọi vào bên trong có khách quan một người thiên thần đi theo tên tiểu nhị này từ từ bước vào khách điếm này người phụ nữ với áo choàng đỏ này chính là diệp tam nương là tiểu đầu mục hồng diệp trại cảnh giới manh hoàng thất trùng dô khách này từ đâu đến vậy thiên thần đáp phía tây muốn qua núi này vào thành diệp tam nương vừa nhìn đã biết kiếm trên tay thiên thần này là đồ tốt khách quan đừng lừa tiểu nữ nay trong núi đạo phỉ hoành hành khách quan cho dù thế lực tây trời e là cũng từng bước gian nan vậy bà chủ có cách để ta qua núi không khách quan vội gì chứ chi bằng khách quan yên tâm ở lại chỗ ta mấy ngày mấy hôm nữa có đội đưa hàng đến người trà trộn vào đi là được diệp tam đưa cây quạt lên tỏa ra một mùi hương nồng nặc gì đó khiến thiên thần nhận ra ngay chút phấn mê hồn đã muốn khống chế mình được đều nghe bà chủ xong thì diệp tam nương đi lên lầu và dặn dò tiểu nhị kia hầu hạ khách cho tốt tên tiểu nhị lúc này hỏi thiên thần khách quan ăn chút gì thiên thần thẳng thắng đáp toàn bộ đều lên một phần được người chờ chút rất nhanh sau đó đồ ăn đã chuẩn bị xong và dâng lên một bàn thịnh soạn khách quan thức ăn lên đủ rồi người từ từ ăn thiên thần nhìn những tên ngồi sau lưng mình có chút e ngại những người bình thường đó e là có vấn đề bỗng thiên thần đập tay xuống bàn cái rầm và quát lớn đây là thức ăn heo gì chứ chuyện gì thế này hắn không bị khống chế sao khứa tiểu nhị liền hỏi khách quan đây là ý gì những tên ngồi bàn bên cạnh bắt đầu tỏ ra đề phòng với thiên thần quả nhiên mấy thực khách này đều là giả ý gì sao thức ăn này của cách ngươi khó ăn còn không để người ta nói sao tên tiểu nhị bắt đầu gắt giọng nói khách quan đây là đến gây sự à thiên thần rút ngâm long kiếm ra chỉ thẳng mặt hắn ta rõ là vậy ngươi nhìn không ra sao ngay lập tức đám thuộc hạ bên ngoài bao vây lấy thiên thần và kiếm kề cổ anh ta ngay tên tiểu nhị cười đắc ý đến chỗ bọn ta gây sự ta xem ngươi chán sống rồi thiên thần phi thanh ngâm long kiếm trên tay ra và thi triển kiếm kỹ tức vân kiếm trận đánh xuống vô vàn kiếm khí về phía bọn chúng tên tiểu nhị kia và đám thuộc hạ bây giờ đã nằm dẹp chết ngay dưới chân thiên thần quả nhiên kiếm này là đồ tốt diệp tam nương đã quan sát nãy giờ và từ từ đi xuống thiên thần liền nhảy lên đâm thẳng kiếm về phía diệp tam nương nhưng cô ta chỉ cần dùng hai ngón tay đã chặn đứng được kiếm của thiên thần kiếm này ta thu rồi nói xong diệp tam nương lấy thanh ngâm long kiếm nhảy ngược lên trên thiên thần liền nhảy lên đuổi theo cô ta nằm mơ thân pháp quỷ dị của diệp tam nương khiến cho thiên thần không thể đuổi kịp tiểu tử đừng không biết điều chứ thiên thần giải phóng linh lực màu xanh ra khỏi cơ thể mình và tạo thành hai con rồng cuồn cuộn diệp tam nương lúc này đã trở nên nghiêm túc tiểu tử ta đột nhiên đổi ý rồi. Cô ta vung kiếm ngược ra sau, uy lực của Ngâm Long kiếm tạo ra một ngọn lửa mãnh liệt. Diệp Tam Nương phóng thẳng thanh kiếm đó đâm thẳng về phía Thiên Thần. Ngâm Long kiếm đã đánh tan linh lực của anh ta mà cắm thẳng xuống nền nhà. Thiên Thần vẫn chưa hiểu là cô ta đang muốn làm gì, chợt Ngâm Long kiếm thoát ra một luồng linh lực kỳ lạ gì đó đẩy văng tay của Thiên Thần ra. "Sao? Vậy cũng không chịu được à?" Thiên Thần liền hỏi cô ta, "Cô rốt cuộc muốn làm gì?" Diệp Tam Nương trượt nhanh xuống cầu thang và tiếp cận Thiên Thần. "Ta tuy thực lực bình thường, nhưng nhãn lực rất tốt cô thực lực bình thường sao thật nực cười diệp tam nương ghé sát tai thiên thần nói khẽ gương mặt này của người là giả thiên thần bất ngờ trước câu nói của diệp tam nương liền lùi lại ngay cô rốt cuộc muốn làm gì diệp tam nương nói tiếp lại là bạch hổ trại đám chuột đáng ghét đó nói dứt câu bỗng diệp tam nương ném chiếc quạt bay thẳng ra bên ngoài phía ngoài cửa bây giờ có hai tên của bạch hổ trại đang đứng nói chuyện bọn chúng lập tức lăn ra chết ngay tại chỗ sau xuôi thì diệp tam nương thu chiếc quạt của mình lại thiên thần thầm nghĩ Diệp Tam Nương này lợi hại hơn nhiều so với thông tin Bạch Hổ chạy cho, muốn giết cô ta không dễ vậy. Diệp Tam Nương nói tiếp, ta xem ngươi cũng là người tài, chi bằng ngươi gia nhập Hồng Diệp chạy bọn ta đi. Không nói cái khác, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn không chỉ một đẳng cấp so với Bạch Hổ chạy. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Nếu cậu không đồng ý thì? Diệp Tam Nương ánh mắt đầy sắc khí trừng mắt nhìn Thiên Thần, vậy thì tôi sẽ giết cậu. Diệp Tam Nương dậm mạnh chân xuống đất lấy đài lao thẳng về phía Thiên Thần. Cô ta trưởng ra một luồng huyết khí nồng nặc sắc bén như đao, Thiên thần bất ngờ trước đòn tấn công này của Diệp Tam Nương liền thi triển cực ảnh mê tông bộ pháp lùi ra sau để lại một ảnh phân thân. Nhưng ảnh phân thân này của thiên thần đã nhanh chóng bị cắt đứt làm hai. Diệp Tam Nương nhanh như chớp đã lùn ra sau lưng thiên thần. Tiểu tử, ngươi chỉ biết chạy sao? Đáng chết! Diệp Tam Nương đã điều khiển luồng huyết khí quái dị kia tạo thành hình một con phụng hoàng lửa đâm nhanh tới thiên thần. Thiên thần cắm mạnh ngâm long kiếm xuống đất tạo ra một lớp màn chắn bao bọc xung quanh cơ thể mình. Tuyệt kỹ, thương long hộ thể. Phượng hoàng lửa của Diệp Tam Nương lao thẳng đâm vào lớp màn chắn thương long hộ thể của thiên thần sức mạnh tiềm ẩn của ngâm long kiếm được kích hoạt đã chiến thắng sức mạnh của diệp tam nương cô ta lúc này đã phun máu ra sau vụ va chạm vừa rồi chiến lược của diệp tam nương vượt xa tu vi của cô ấy muốn giết cô ta chỉ có thể tìm đúng thời cơ diệp tam nương dùng tay lau đi vết máu trên miệng và nở một nụ cười nham hiểm tiểu tử cậu càng vùng vẫy tôi càng cảm thấy hứng thú đó chợt thiên thần đưa ngang tay ra và nhẹ nhàng thả ngâm long kiếm xuống diệp tam nương ngơ ngác tiểu tử này giờ trò gì thiên thần mặt nghiêm túc gọi diệp tam nương đại tỷ song nở nụ cười thân thiện nói tôi đầu hàng. Á đủ nàn ý, chuyện quái quỷ gì vậy? Cậu cảm thấy tôi sẽ tin cậu sao? Đại tỷ, tỷ phải tin tôi, tôi thật sự đánh không lại tỷ, muốn đầu hàng. Gọi ai đại tỷ vậy? Vốn là vậy. Diệp Tam Nương xoay mặt lại, bỏ đi, bổn cô nương tiếc tài, ngươi theo ta về đi, ha, quỷ mới tin ngươi. Phải không? Thiên thần liền đưa tay ra điều khiển ngâm long kiếm kia đâm bất ngờ về phía Diệp Tam Nương, long ngân chảm. Tiểu tử ngươi quả nhiên có quỷ kế. Diệp Tam Nương phóng chiếc quạt trên tay ra chống đỡ nhưng đã bị Long Ngân Trảm này đâm xuyên qua, như nhau thôi. Ngâm long kiếm uy lực kinh người đang đâm thẳng về phía Diệp Tam Nương, cô ta đã thi triển ra một lớp màn chắn để chống đỡ. Rất nhanh sau đó màn chắn đã vỡ nát, mặt đất bị đâm thủng xuống bên dưới hiện rõ ra một mật thất. Quả nhiên một đòn này tiêu hao quá lớn rồi. Dưới này còn thứ gì nữa? Diệp Tam Nương đã rơi xuống bên dưới và Thiên Thần cũng nhảy xuống theo. Cô ta thấy Thiên Thần nhảy xuống liền quát, ngươi dám giết? Chưa kịp nói dứt câu thì lưỡi kiếm của Thiên Thần đã đâm xuyên qua ngực cô ta. Nói nhảm nhiều thật, Diệp Tam Nương lăn ra chết ngay tại chỗ chợt thiên thần nghe bên trong có tiếng người kêu cứu mạng trong đây còn có người sao anh ta vội lấy đèn trên chiếc bàn kia và tiến vào bên trong sao lại có mùi máu nồng như vậy diệp tam nương này đã làm những gì đi sâu thêm vào bên trong thì thiên thần đứng lặng người khi phát hiện ra có một quả cầu đang lơ lửng trên không tỏa ra những luồng huyết khí quỷ dị đây là mùi máu được truyền từ trong cầu quang này ra thiên thần ngưng tụ linh khí về ngâm long kiếm trên tay và phóng thẳng vút về quả cầu đó đùng một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra chuyện gì thế này thiên thần sững sốt khi trước mặt của mình là hai thần hồn của hai con rồng to lớn một con là kim long của ngâm long kiếm và con còn lại là một con hắc long xuất hiện sau khi thiên thần phá vỡ quả cầu kia kim long há miệng gầm gừ giữ tượng cà cắn lấy thân rồng của hắc long khiến nó đau đớn gầm rú lên hắc long đau đớn vùng vẫy làm cho đất đá xung quanh mật thất này rơi vụ xuống thiên thần đang nhảy lùi về sau để tránh những viên đá vụn này thì chợt có bàn tay của một ai đó kéo lấy áo cậu ta thiên thần liền nói ngay là ai một cô gái mặt tái xanh tái nhợt bên trong lồng giam thốt lên cứu tôi với Thiên thần vội phá tan nơi đó và cứu cô gái này ra, đứa bé này hiển nhiên đã bị hút tinh huyết, Diệp Tam nương quả nhiên ác độc. Đột nhiên những luồng huyết khí từ con hắc long kia từ đâu truyền thẳng vào người của cô gái này. Những luồng huyết khí đó chính là được thoát ra từ hắc long khi giao chiến với kim long của thiên thần. Không lâu sau long hồn của hắc long đã bị ngâm long kiếm hấp thụ vào bên trong, long hồn bị nuốt rồi sao? Thiên thần liền đưa tay ra thu ngâm long kiếm lại bên người và cảm nhận như lại cảm thấy long hồn trong thanh kiếm đã bị ngủ say, long hồn ngủ rồi sao? Cũng không biết long hồn ngủ say là tốt hay xấu nữa thiên thần thi triển kiếm kỹ kiếm quyết tạo ra một thanh kiếm khổng lồ chém tan hang đá để mở lối đi chuyển cảnh về phía của bạch hổ tại thì ba người được tuyển chọn kia đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về bẩm báo với nhị đương gia các vị đều hoàn thành một tên thuộc hạ hớt hãi chạy từ bên ngoài vào tranh ngang các vị đường ra về rồi về rồi ba tên này liền quay lại hỏi hắn ta ai về rồi hả cái tên thiên thần về rồi không những vậy còn còn nhị đương gia đang nhất nhất cái đầu liền hỏi hắn ta tiếp còn gì nữa thiên thần từ bên ngoài tiến vào còn kéo theo thi thể của diệp tam nương còn mang món quà về cho các đương gia nhị đương gia thấy thiên thần mang diệp tam nương vào thì bất ngờ đứng ngồi không yên đám thuộc hạ bên ngoài cũng cảm thán không ngớt trời ạ à, người đàn bà đó là cao thủ nhất nhì của diệp hồng trại lại bị thiên thần này giết rồi cái gì thật là diệp tam nương sao tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì lợi hại vậy thiên thần lúc này bẩm báo may không phục sứ mệnh nhị đương gia vi vi mừng liền ra lệnh cho thuộc hạ đi gọi đại đương gia đến xong ông ta đi về phía thiên thần và nói với cậu ta tiểu tử cậu thật là thâm tàn bất lộ nhị đương gia quá khen chỉ là may mắn mà thôi may mắn vậy thật là đại vận trên người nhị đương gia nữa tin nữa ngờ liền chụp lấy thanh kiếm của mình định đâm diệp tam nương thì thiên thần gọi lại nhị đương gia nhị đương gia này thật là nhẫn tâm nếu diệp tam nương giả chết lần này cũng không còn khả năng sống nữa nhị đương gia cười trừ với đám thuộc hạ vừa tuyển chọn mọi người các người đến cùng vẫn là người mới không hiểu được tính quan trọng của việc bổ đạo lúc này đại đương gia của bạch hổ trại và à, nữ nhân xét đỏ kia đi vào ai là thiên thần thiên thần vội cung kính chào ông ta gặp qua đại đương gia Khứa tóc đỏ kia nhìn thi thể của diệp tam nương thì có vẻ rất không hài lòng gì đó ừ lại là người đàn bà này đại đương gia tới vỗ vai khen thiên thần tiểu tử không tệ xong ông ta vận linh khí áp chế kiểm tra thiên thần thực lực đại đương gia này chỉ e đã đến kỳ lương địa được một lát thì ông ta thả tay ra và đi lên ghế ngồi các vị tiếp tục đi nhị đương gia bắt đầu phân phó lưu phong cậu theo tam đương gia triệu võ long cậu theo tử đương gia khâu thiên mộ cậu theo ngũ đương gia còn thiên thần cậu người ở đây cậu có thể tùy ý chọn thiên thần vui mừng đa tạ các vị đương gia hậu ái trong lòng anh ta thầm nghĩ đây là cơ hội tốt nhị đương gia này vừa đúng phụ trách địa lao nếu ta đi theo hắn ngược lại tiện tra xét nhị đương gia tôi theo người hứa ngũ đương gia bên này cay cú ý tiểu tử cậu xem thường mấy người bọn ta à đại đương gia liền mắng ông ta ngay lão ngũ nếu đã nói là để cậu ấy tự chọn ngươi đừng nói nhiều thiên thần trả lời không dám không dám chỉ là lúc trước là nhị đương gia thu tiểu tử vào tình này tiểu tử không dám quên hứa tóc đỏ kia mặt gian xảo xem ra mình tìm được một trợ thủ tốt. Sau xuôi thì thiên thần về phòng của mình để tu luyện, chợt có người đến gõ cửa phòng. Thiên thần liền hỏi, ai vậy? Thiên ca, là ta, Đỗ Đại Cầu. Thiên thần liền ra mở cửa, người này chính là Đỗ Đại Cầu, trợ thủ của thiên thần được nhị đương ra sắp xếp. Thiên ca, ta dẫn huynh làm quen sơn trại. Ừm, đi thôi, thiên thần vui vẻ bước đi cho Đỗ Đại Cầu dẫn đường. Bên này, bên này, lúc này có một đám khác đi đến. Dô, đây chẳng phải tiểu đội trưởng thiên thần mới nhận chức của chúng ta sao? Người này chính là Vương Hùng, là đệ đệ của tổng đội trưởng vương lâm ta nói đỗ đại cầu cậu thật là người như tên sao ai đắc thế thì nịnh như chó vậy đỗ đại cầu cay cú người thiên thần nhìn hắn ta thầm nghĩ người này nói chuyện mang gai chỉ e là nhằm vào mình đến vương hùng liền cà khịa thiên thần ngay ta nghe nói cậu giết diệp tam nương ta thật tò mò với tu vi bình thường như cậu vậy làm thế nào làm được vậy thiên thần không trả lời mà hỏi đỗ đại cầu hắn là ai vậy hắn tên vương hùng vốn là tiểu đôi trưởng nội định thiên thần cười đắc ý nay bị mình chiếm vị trí xem ra là lòng không can. Ngay lập tức Vương Hùng lấy chiếc rìu to của mình ra kề cổ Thiên Thần quát, "Tiểu tử, ngươi dám tỉ thí với ta không?" Thiên Thần máu chiến lấy tay đưa kệ chiếc rìu của Vương Hùng ra, "Hừ, chỉ dựa vào ngươi, còn chưa xứng so với ta." Xích Hỏa đại đương ra cung kính mời rượu Thiên Thần. "Thiên Thần huynh, ta và huynh có duyên, hôm nay chúng ta không say không về." "Có duyên sao? Có duyên giết ta thì có." "Được, ta thích sự sảng khoái của đại ca Xích Hỏa, hôm nay ta xã thân cùng quân tử." "Uống đi, hôm nay ngươi thật phải xã mạng rồi." thiên thần giả vờ uống cùng bọn họ nào xích hỏa lão ca uống chúng ta tiếp tục uống được chúng ta tiếp tục uống được một lát sau thì thiên thần diễn kịch nằm gục xuống xích hỏa đại vương liền ra lệnh cho đám thuộc hạ xử lý sạch sẽ lũ ngu này hắn ta đi ra bên ngoài thì đám thuộc hạ bịt mặt đồng loạt tiến vào một tên đưa cao thanh kiếm lên và bổ về phía thiên thần đi chết đi bất ngờ một thanh kiếm lao ra đánh bật hắn ta ra thiên thần lúc này ngồi bật dậy quay mặt sang nói vội vã để ta chết vậy à ta ngủ một giấc không tệ ngươi không trùng thúc mê sao hứa này vung kiếm chém tới nhưng thiên thần đã sử dụng cực ảnh mê tông bộ pháp nhảy lên trên tránh đòn chúng rồi nhưng đáng tiếc không có tác dụng với ta đừng nói nhảm với hắn giết hắn đi đám thuộc hạ này đồng loạt cùng nhau xông lên tấn công thiên thần ngâm long kiếm trong tay thiên thần uy lực đáng sợ kinh người anh ta vung kiếm đến đâu thì kiếm của đám thủ hạ kia liền gãy đến nó thiên thần đưa ngâm long kiếm về sau và bắt đầu ngưng tụ linh lực thi triển ra tuyệt kỹ tất mang kiếm trận bắn tới vô vàn những thanh kiếm khí sắc bén về phía bọn chúng ngay lập tức đám thuộc hạ đã được thiên thần xử lý sạch sẽ là các người muốn giết ta trước có thể sống hay không thì phải xem tạo hóa của các người rồi xích hỏa đại đương ra nghe tiếng động lớn bên trong này liền dẫn thuộc hạ đi vào thiên thần huynh đây là muốn đi đâu thiên thần xoa đầu đáp mượn huyết khí tỉnh rượu đánh không lại còn chạy không lại sao thiên thần quay lưng thi triển cực ảnh mê tông bộ pháp giọt lại ngay còn muốn chạy xích hỏa đại đương ra liền ra lệnh cho đám thuộc hạ lập tức đuổi theo bọn họ lúc này đã đuổi theo thiên thần ra bên ngoài khu rừng xích hỏa chạy đứng lại bắt lấy hắn đám người này thật là âm hồn không tan xích hỏa đại đương ra dùng nắm đấm của mình thi triển liệt hỏa quyền đấm tới thiên thần một cú đấm đầy hỏa lực thiên thần thì đang tạo ra một vòng chắn năng lượng để chống đỡ đòn tấn công của xích hỏa đại đương ra hai chúng ta cấp cách biệt quá nhiều cô chịu chỉ có một con đường chết rất nhanh sau đó lớp màn chắn của thiên thần đã bị liệt hỏa quyền của hắn ta đánh vỡ tan nát sau khi vỡ lớp màn chắn đó thiên thần lập tức bỏ chạy tiếp còn dám chạy muốn chết một đám chó điên thiên thần đưa tay vào trong áo và lấy ra một con hạt giấy truyền tin và truyền thông tin vào để đưa về bạch hỗ trại cầu viện quân mong là hạt giấy truyền tin này hữu dụng chuyển cảnh về phía của bạch hổ chạy thì không lâu sau hạt giấy đã truyền tin về bạch hổ chạy tam đương ra đã phát hiện ra con hạt giấy truyền tin này hạt giấy cháy trên không hiện ra dòng chữ từ thiên thần mau đến cứu xích hỏa chạy phản nghịch xích hỏa chạy lại tạo phản rồi tam đương ra liền gọi đám thuộc hạ đang tập luyện ngừng lại ngay chuẩn bị ngựa cùng ta giết lên xích hỏa chạy nhị đương ra lúc này bên trong đi ra nghe thấy liền hỏi cậu đây là muốn đi đâu ông ta liền trả lời thiên thần vừa đưa tin đến xích hỏa chạy phản rồi xích hỏa chạy trước giờ an phận sao lại được rồi nhị ca nếu xích hỏa chạy an phận sao có thể mỗi năm lúc tiến công phiền phức như vậy thiên thần này nói sao cũng là thuộc hạ của huynh cho dù huynh không đi cứu người cũng đừng ngăn ta cậu bỏ đi cậu đi xem thử trước nếu thật có vấn đề bên chúng tôi lập tức phái binh chi viện nói xong thì tam đương ra bạch hổ chạy liền thúc ngựa cùng viện binh đi chi viện thiên thần bên phía khu rừng trong xích hỏa chạy thì thiên thần đang phải giao chiến sức mặt với xích hỏa đại đương gia và đám thuộc hạ của ông ta thiên thần lúc bấy giờ đã bị bao vây từ phía đang phải một trọi cả trăm người dần dần thiên thần cũng đã đuối sức bạch hổ chạy còn không đến nữa mình lẽ là sắp anh dũng hy sinh thật rồi chịu chết đi xích hỏa đại đương ra được các thuộc hạ hộ pháp tạo ra một vòng năng lượng xích hỏa đánh mạnh xuống thiên thần dùng hết sức lực của mình đưa ngâm long kiếm lên trên và triệu hồi huyết long hồn chân thần đánh trả ông ta bằng tuyệt kỹ huyết long chạm hai cổ năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ khủng khiếp để lùi thiên thần về sau hắn ta nhanh như chớp bất ngờ xuất hiện sau lưng thiên thần tiểu tử ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi xong vung kiếm chém thẳng xuống vai thiên thần một nhát cũng may là thiên thần đã tránh được đòn vừa rồi nhưng anh ta bây giờ đã bị trọng thương ở vai chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở đây rồi sao vô nhai tinh quân đầy khí thế hiện ra yên tâm đi không chết được thầy chẳng phải là ngủ một giấc sao xem bộ dạng thảm hại này của con huyết long hồn tốt như vậy cũng nên phát huy thực lực của nó mới được vô nhai truyền thụ thần thông cho thiên thần thần thức nhập kiếm lấy thân hóa long hồn cơ thể thiên thần phát sáng dần dần bay lên luồng uy áp đáng sợ phóng thích ra khiến cho xích hỏa đại đương ra phải e rè hắn ta lập tức vung đòn đánh ra những vòng nguyệt quang chạm tấn công thiên thần ngay đòn tấn công của xích hỏa đại đương ra tuy mạnh nhưng không thể nào đâm thủng được lớp màn chắn long khí bao bọc cơ thể thiên thần lúc này thiên thần chấp hai lòng bàn tay lại vào nhau và nở một nụ cười mãn nguyện thiên thần bộc phát long lực thi triển tuyệt kỹ hóa long quyết và bắt đầu tỏa ra những luồng uy áp chấn động muốn giết ta còn hơi non xích hỏa đại đương ra lúc này cũng bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình thi triển ra xích thân chân hỏa hai người họ điên cuồng lao vào nhau giao chiến uy áp khổng lồ từ hai tuyệt kỹ bạo phát ra uy lực kinh thiên động địa một vụ nổ chấn động cả khu rừng vang lên chiếu sáng thẳng lên bầu trời cao mặt đất bên dưới thì dường như bị vỡ vụn hoàn toàn uy áp sau đòn tấn công vừa rồi đã đánh văng thiên thần vào cây gần đó phía của xích hỏa đại đương ra cũng không kém gì thực lực của hai chúng ta cách xa nhau quá nhiều vô nhai tinh quân nhìn tên xích hỏa đại đương ra và nói đúng vậy thiên thần nhìn bộ dạng vô tư của vô nhai tinh quân kia thì cây cú thầy vô nhai tinh quân bay lòng vòng ừm hay là con chạy đi thiên thần gắt giọng nói thầy lúc này rồi người còn nói đùa ta không nói đùa với con con vẫn là chạy đi lúc này tên xích hỏa đại đương gia kia đã nổi điên hắn ta đang bộc phát luồng sức mạnh xích hỏa đáng sợ chịu chết đi không gian xung quanh đang dần nóng rực lên bởi chiêu thức kỳ quái của hắn ta hai mắt của xích hỏa đại đương gia phát sáng lên hắn ta lúc này đã tiến vào trạng thái của nộ vô nhai tinh quân liền kéo thiên thần chạy đi còn không chạy thiên thần nghe lời vô nhai tinh quân thi triển cực ảnh mê tông bộ pháp để bỏ chạy xích hỏa đại đương ra vẫn hùng hục đuổi theo thiên thần tốc độ rất nhanh vô nhai tinh quân bây giờ thì thầm nói với thiên thần vài câu tâm thần quy nhất hóa gió mà hành thấy thiên thần dừng lại thì xích hỏa đại đương ra cười đắc ý xem ra ngươi biết mình chắc chắn chết không chạy nữa à thiên thần bây giờ đang bắt đầu cảm ngộ những câu nói của vô nhai tinh quân vừa nhắc đến đúng là có thể dạy được cơ thể của thiên thần lại một lần nữa bay lên những ánh sáng linh lực đang dần dần ngưng tụ về phía anh ta giả vờ tỏ vẻ cấp bậc khác nhau không phải loại trò vật này của ngươi có thể bù được xích hỏa đại đương ra vung kiếm kỹ thi triển hắc viêm chảm chém đôi cơ thể của thiên thần một con tép thật khiến người ta phí sức hắn ta bất ngờ khi người mà hắn ta chém lại chỉ là một ảnh phân thân của thiên thần mà thôi thiên thần bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn ta và đâm thẳng một kiếm vào lưng hắn ta quả thật thực lực không bằng ngươi nhưng thân pháp lại nhanh hơn ngươi xích hỏa đại tướng quân đã chính thức bị đánh bại dưới tay thiên thần vô nhai tinh quân giải thích chiêu thức vừa rồi cho thiên thần nghe đây là trùng thứ hai của cực ảnh mê tông bộ hóa phong nhưng với thực lực hiện giờ của con chỉ sử dụng một lần sẽ hết sức thiên thần liền ngồi thiên để hồi phục sức lực ngay con hiểu con sẽ mau chóng nâng cao tu vi chuyển về phía bên này thì tam đương gia của bạch hổ chạy cùng vệ binh đến chi viện đã đến được xích hỏa chạy rồi mau địch tấn công các người chán sống rồi à ngay cả xích hỏa chạy ta cũng dám xông vào tam đương gia liền nói ta thích xông xích hỏa chạy ngươi đấy thì làm sao nào ông ta đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ chi viện lập tức đồng loạt tấn công xích hỏa chạy ngay hai bên liền ùa vào nhau giao chiến kịch liệt một tên đội trưởng xích hỏa chạy liền kéo tên thuộc hạ lại và nói mau đi tìm diệp hồng chạy đến đây mau đi tên này lập tức chạy đi gọi diệp hồng trại ngay liều với họ rồi tên đội trưởng xích hỏa trại này liên tục chém giết đội binh viện trợ của bạch hồ trại tam đương ra phần nộ nhảy xuống ngựa vung đao lao lên bọn rác ăn một đạo của gia gia ông ta lao thẳng vào giữa đội hình địch mà vung đao chém từ phía tam đương ra bộc phát năng lực thi triển tuyệt kỹ của ông ta ra tạo thành một con linh hổ. con hổ trắng khổng lồ với ánh mắt sáng rực xuất hiện làm bọn chúng hoảng hốt nó liên tục gặm và xé xác đám người xích hỏa trại này chờ cho một giọng nói từ đâu quát lên, xúc sinh, đùng đòn đánh bất ngờ từ đâu đánh tới đánh linh hổ văng ra xa. linh hổ của tam đương ra lúc này đã mất đi sức chiến đấu nằm sấp mặt một chỗ. tam đương ra tức giận quát, dám thương linh hổ, ta xem ra ngươi muốn chết. nhị đương gia của diệp hồng trại xuất hiện, cô ta nói, hổ tam, lâu quá không gặp. tam đương gia dương đao chĩa vào mặt cô ta nói, được, các người lại câu kết với xích hảo trại, hôm nay lão tử nhất định giết người. ha, ai giết ai còn chưa chắc đó. giết họ đi sau lưng ả à ta từ đâu lao ra một đám thuộc hạ bao vây lấy tam đương ra đáng chết ông la lập tức ném pháo hiệu lên trời để phát tín hiệu cầu cứu ngay thiên thần đang ngồi thiền để hồi phục bên trong khu rừng thì nhìn thấy pháo hiệu liền đứng lên xem ra người của bạch hổ chạy gặp phiền phức rồi cảnh giới của thiên thần bây giờ đã là manh hoàng tứ trùng rồi thiên thần đưa tay lên miệng và huýt sáo bíp con ngựa của anh ta từ đâu chạy lại và đón thiên thần cùng đi thầy chúng ta đi nào đi thôi vi sư nằm xong rồi thiên thần hết biết nói gì với ông ta luôn liền thúc ngựa chạy nhanh đi được một đoạn thì vô nhai tinh quân nói với thiên thần vi sư lúc nãy nằm mơ chợt ông ta giật mình nhận ra khứa thiên thần đã chạy nhanh bỏ rơi mình lại hay ra tên nghịch đồ vô lương tâm khi sư diệt tổ ném lại một mình vi sư ở đây chờ vi sư với chuyển sang phía tam đương gia của bạch hổ chạy và nhị đương gia của diệp hồng chạy thì bọn họ bắt đầu lao vào nhau chiến một trận sinh tử rồi thiên thần thúc nhanh như tên bắn về phía pháo hiệu trước mặt anh ta đang là đám thuộc hạ của hai bên đang giao tranh với nhau vô nhai tinh quân bây giờ mới đuổi đến kịp thiên thần vẻ mặt gian xảo nhìn ông ta không lâu sau thì viện binh bạch hổ trại đã bị diệp hồng trại và xích hỏa trại liên thủ dồn vào đường cùng bọn chúng bắt đầu đồng loạt hợp lực lại thi triển ra vô số những con xích hỏa thú lao về phía bọn người bạch hổ trại này vụ va chạm đã tạo ra một vụ nổ vang dội làn khói bụi dần tan đi một bóng mờ từ từ xuất hiện là thiên thần đã xuất hiện và kịp thời cứu bọn họ thiên thần nghiêm túc nói sao người nhiều ức hiếp người ít à nhị đương ra diệp hồng trại thấy thiên thần đến liền nghĩ chẳng lẽ viện binh của bạch hổ trại đến rồi sao thiên thần nói tiếp hay là các người thử xem cái gì gọi là người nhiều ăn hiếp người ít đi nhỉ những tiếng chân ngựa đang chạy đến bên trong khu rừng bên này khiến cho nhị đương gia của hồng diệp chạy giật mình lo ngại tam đương gia bất ngờ bổ thẳng đao xuống tấn công ả nữ nhân kia he hơ người của ta cuối cùng cũng đến rồi đáng chết nhị đương gia diệp hồng chạy cùng đám thuộc hạ của cô ta thấy tình hình không khả quan lắm liền lập tức rút lui tam đương gia cây cú quát lớn đừng đi đánh nữa a à. thiên thần nhẹ nhàng đi đến vỗ vai ông ta nói nhỏ đại ca cái đó của tôi chỉ là thuật che mắt huynh đừng hống hách nữa thiên thần đưa tay lên miệng mình và thổi vu 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 tan đương ra đi đến thì chỉ thấy ba con ngựa đang đứng dẫm chân chứ không thấy viện binh nào cả đây người đâu thiên thần liền nói là giả ơ ờ, tốt lắm thiên thần huynh đệ đủ thông minh đi các anh em chúng ta diệt phản đồ xích hỏa trại diệt họ thiên thần thở phào nhẹ nhõm lúc này vô nhai tinh quân từ đâu đi đến quát thiên thần vi sư gọi khan cả họng rồi con nói con làm sao bù đắp vi sư Thiên thần tỏ vẻ không quan tâm ông ta liền đuổi theo đám người Bạch Hổ chạy, ý, tam đương ra chờ ta với. Vô nhai tinh quân cây cú nhưng không thể làm gì được, hừ, sau này đừng hòng bảo ta giúp nữa. Đến chiều hôm đó thì thiên thần cùng mọi người đem hết đồ thu được từ xích hỏa chạy trở về Bạch Hổ trại. Đám thuộc hạ trong Bạch Hổ trại bây giờ thấy thiên thần không khác nào nhìn thấy idol của lòng mình. Thiên ca về rồi à, thiên ca vất vả rồi. Thiên ca, bọn đệ sau này đi theo huynh rồi, chúc mừng thiên ca. Thiên thần được khen nở mũi muốn banh rồi, mấy người này tình hình gì thế? vô nhai tinh quân ngẫm nghĩ nói ừm có lẽ mấy người này nhìn ra được con sư tầm cao nhân cảm thấy có thể mượn cớ này ôm lấy đùi to của vi sư nhìn bộ dạng cười tít mắt của ông ta thiên thần cũng hết biết nói gì luôn trật vương lâm từ đâu xuất hiện chặn đầu ngựa thiên thần lại rô đến báo thủ rồi các người đánh mặc kệ ta vương lâm nhìn thấy thiên thần vẫn bình an trở về thì cây cú nói trong cả đám người đến xích hỏa trải chỉ ngươi về ta có phải nên chúc mừng ngươi may mắn không thiên thần cười khoái chí vậy thì phải đa tạ rồi vương lâm lửa giận bừng bừng ngươi 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 thiên thần cà khịa hắn ta vương đại đội trưởng ta thật không ngờ mấy ngày không gặp cậu lại mắc thêm tật cả lâm à vương lâm gồng linh khí vào lòng bàn tay định tấn công thiên thần thì hắn ta nói vương đội trưởng hôm nay tâm trạng ta tốt không muốn đấu với cậu nói xong thiên thần đặt tay lên vai của hắn ta vỗ vỗ vương lâm liền hất văng tay thiên thần ra ngay ngươi không muốn lão tử muốn vương lâm chưa kịp tấn công thì thiên thần đã thi triển cực ảnh mê tông bộ tiến cấp biến mất trước mặt và xuất hiện sau lưng hắn ta ngươi thật không nghe lời Vương Lâm vừa kịp nhận ra chưa kịp quay mặt lại thì kiếm của Thiên Thần đã kề cổ hắn ta. "Nếu ngươi lần sau còn gây phiền phức cho ta, ta không ngại chém đầu ngươi xuống." Vương Lâm tức giận tột độ, "Lần này ngươi không chết xem như ngươi mạng lớn, lần sau lão tử đích thân chém ngươi." Vô Nhai Tinh Quân đuổi theo Thiên Thần gọi cậu ta lại, "Đồ đệ à, con lại khâu chờ vi sư." "Hai, đệ tử lớn rồi không nghe thầy, khổ ta mấy năm vất vả nuôi dưỡng con lớn." Vô Nhai Tinh Quân tỏ vẻ khóc lóc, "Địch, lại nữa." Nhưng nói đi nói lại, oán niệm của Vương Lâm đó đối với con cực sâu, con phải cẩn thận. "Ừm." vương lâm người này phải nghĩ cách trừ khử rồi sáng ngày thứ hai thì thiên thần đến chỗ của nhị đương gia ông ta đang vui mừng khen ngợi thiên thần làm tốt lắm quả nhiên là người ta xem trọng nhị đương gia quá khen rồi tôi đó còn chuẩn bị một bất ngờ cho cậu nhị đương gia vỗ tay ra hiệu thì bên ngoài cửa có một người tiến vào vô nhai tinh quân nhất nhất cái đầu liền chật thật là bất ngờ thì ra đó là đổ đại cầu hắn ta vẫn còn sống thiên ca tôi còn sống trở về rồi thiên thần nhìn đại cầu thầm nhủ hắn đúng là mạng lớn bây giờ xem ra người mình phải phòng không chỉ có mình vương lâm rồi cậu xem bất ngờ lớn biết bao phải đó may mà cậu ấy không sao nhị đương ra ra lệnh cho đại cậu nếu cậu về rồi vậy cậu dẫn thiên thần đi làm quen tình hình địa lao đi ạ à. thiên thần thắc mắc liền hỏi nhị đương ra đây ông ta đáp ồ lúc trước chẳng phải cậu muốn tìm việc nhàn rỗi sao công việc địa lao này nhàn nhất tôi trực tiếp lấy cho cậu thiên thần vui vẻ đa tạ nhị đương ra thật là vịt đưa đến bên miệng a đại cầu dẫn đường cho thiên thần đến địa lao cái đó Thiên Ca huynh nói gì? Ờ, cũng không có gì, chỉ là không ngờ cậu lại sống trong cái chết. Phải đó, tôi cũng không ngờ. Vừa đến địa lao thì đám thuộc hạ bên trong liền chào Thiên Thần ngay, chào đội trưởng Thiên. Chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi, mình đã từ lén lút lẻn vào đến Quang Minh chính đại rồi. Dẫn ta vào xem thử đi. Dạ, mời bên này. Chỗ này đều nhốt một số phạm nhân thường, càng vào trong, nhốt người càng quan trọng. Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt như vậy, may mà lúc trước không tùy ý vào. Trật Thiên Thần thấy phía cuối địa lao có một phòng giam có người canh giữ nghiêm ngặt liền hỏi ngay. Chỗ này nhốt cái gì? Tên này lưỡng lự một hồi thì đưa tay ra vận dụng linh khí tạo ra một quả cầu năng lượng nhỏ bắn về phía trận pháp được lập sẵn bên trên cánh cửa phòng giam này. Chỗ này nhốt tộc giật nhân, là cơ mật trong trại. Thiên Thần ngẫm nghĩ, không những canh phòng nghiêm ngặt, còn có pháp trận phong ấn, muốn cứu người chỉ e là khó hơn lên trời. Bỗng vô nhai tinh quân từ đâu bên trong cánh cửa đó bay ra, "Ừm, cậu nói rất có lý." Thiên Thần há hốc mồm ngạc nhiên, "Á đủ thầy, người có thể vào sao?" "Phải đó, nếu con cũng giống vi sự con cũng có thể ơ con quên mất thiên thần liền ra lệnh cho tên canh gác nơi này mở cửa ra tên mặt chuột này liền nhắc nhở thiên thần ngay đội trưởng thiên đây không hợp quy tắc thiên thần liền gắt giọng nói ta thân là quản sự địa lao nếu không hiểu đều nhốt những ai xảy ra chuyện lấy đầu nguyên nói chuyện với bên trên sao thuộc hạ đáng chết mở ra ngay hắn ta lập tức thi triển thuật pháp dừng trận pháp này lại và mở cửa ra ngay thiên thần từ từ cùng hắn ta đi vào bên trong anh ta bất ngờ khi thấy những người bị giam giữ trong những phòng giam trong này bạch hổ trại và người tộc giật có thủ oán gì lại ra tay nặng như vậy đội trưởng ở đây mùi vị quả thật khó ngửi chúng ta vẫn là ra ngoài đi rốt cuộc người nào là Thánh nữ thiên thần nhìn thấy có một cô nương xinh đẹp ăn mặc quý phái hơn những người trong này liền để ý tới cô ta cô ta quả thực là thánh nữ của tộc giật nhân vô nhai tinh quân cũng bay lại gần xem xét ừm hơi thở này quả thật là thánh nữ nhìn giá này ta xem chờ cậu làm lão đại trại này có lẽ có thể cứu ra được thiên thần liền quay sang gọi khứa mặt chuột kia và đại cầu trở ra Khứa mặt chuột kia cẩn thận thi triển thuật pháp khởi động trận pháp khóa cửa phòng giam đám người của tộc giật nhân này lại ngay thiên thần thở dài lo lắng hai cứu người không dễ lúc này liễu giao cũng đang tiến vào địa lao cô ta ngạc nhiên khi thấy thiên thần cũng ở bên trong này sao hắn ở đây dô đây chẳng phải thần huynh đệ sao sao đến địa lao này rồi cô ta làm bộ ngã vào người thiên thần nhưng anh ta đã phản ứng nhanh tránh sang một bên câu này nên tôi hỏi cô mới phải chứ liễu giao tức xì khói thần huynh đệ thật không biết thương hương tiếc ngọc ngọc này của cô tôi không dám tiếc Khứa mặt chuột kia thấy cô ta liền cung kính nói, "Liễu giao cô nương là đến lấy lệnh bài thay đại đương gia phải không? Ở bên trong. Tôi phái người dẫn cô vào, cô ta còn thích thú đưa tay tạm biệt thiên thần." "Ha, diễn một màn kịch hay đấy." "Không phải sao, khả năng diễn xuất này còn chưa tinh bằng vi sư, người còn có kỹ năng diễn xuất sao?" "Đệ tử bất hiếu, không được nghi ngờ sư phụ." "Vi sư đi xem thử cô ta muốn làm gì." Vô Nhai Tinh Quân bay đến bên cạnh Liễu Giao, nha đầu này thực lực không yếu. Liễu Giao tiến vào bên trong liền hỏi tên thuộc hạ canh gác này ngay, lúc nãy thiên thần đó là sao hắn ta trả lời là nhị đương ra hạ lệnh giao địa lao cho hắn quản lý đám hồ đồ bạch hổ trại này thiên thần đó rõ ràng có quỷ lại giao địa lao cho hắn ai ra nha đầu này hay đấy cái này cũng nhìn ra được liễu giao căn dặn đám thuộc hạ canh gác này cẩn thận Lên lợi chút cho ta nếu người tộc giật chạy mất một người các ngươi đều phải chôn cùng à. vô nhai tinh quân suy ngẫm xem ra phải về nhắc nhở thiên thần tiểu tử rồi đêm hôm đó phía bên ngoài địa lao thì thiên thần đang lén lút núp ở bên trên cánh cửa mỗi lần đều ngồi ở đây tường đều sắp mục rồi đến giờ thay ca trực thì ngay lúc bọn chúng xoay mặt đi chính là chờ lúc này thiên thần liền thi triển cực ảnh mê tông bộ pháp tiến cấp xâm nhập vào trong không chút sơ hở ý sao đột nhiên có luồng gió vậy thì đó lần trước còn có đá đập chúng tôi mấy thị vệ này cộng lại đều không đủ một cái não chạy đến bậc thang bên trong thì thiên thần liền ném vào đó một vật gì đó nó tỏa ra một mùi hương gì đó nồng nặc sộc vào mũi của đám thuộc hạ canh gác bên trong thứ gì mà thơm thế rất nhanh sau đó đám thuộc hạ canh giữ bên trong này đều đã ngất xỉu toàn bộ thơm thì đúng rồi nếu không làm sao làm các ngươi ngất thiên thần đi nhanh vào bên trong và tiến thẳng về cánh cửa địa lao cuối cùng nơi giao giữ đám người của tộc giật nhân kia thiên thần quay sang hỏi vô nhai tinh quân thầy có thể mở được trận pháp này không ông ta cười đắc ý tiến về phía cánh cửa đi 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 qua một bên xem vi sư mở cửa cho con vô nhai tinh quân đưa tay của mình chạm vào trận pháp và ông ta bắt đầu thi triển thần lực phá trận pháp đó rất nhanh sau đó một vòng tròn phát sáng lên cánh cửa dần dần mở ra vô nhai tinh quân tỏ vẻ ngồ lòi mau sùng bái vi sư đi thiên thần nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong anh ta không hề nhận ra là mình đang bị liễu dao kia theo dõi mình càng lúc càng tò mò lai lịch của tiểu tử này rồi xem đến đó thì liễu dao bay ra bên ngoài và lao vút đi không ai hay biết đám người của tộc giật nhân bên trong này nhìn thấy có người mở cửa ra thì liền tỏ ra cảnh giác thiên thần bước vào trong trước sự im lặng của toàn bộ mọi người tộc giật nhân thiên thần tiến thẳng về phía cô gái tóc vàng kia và hỏi cô ấy thanh nữ tộc giật nhân sao A Nhã bên cạnh liền tròn tới hỏi Thiên Thần ngay, ngươi là ai? Thiên Thần ngồi xuống và đưa đồ vật của Lộ Lộ ra cho bọn họ xem và nói tiếp, cô là A Nhã phải không? Là Lộ Lộ bảo tôi đến cứu các người. Thánh nữ cảnh giác hỏi Thiên Thần ngay, anh thật sự gặp qua em gái tôi sao? Thiên Thần liền đáp, bùa đá ở đây có thể có giả. Anh có mục đích gì? Nói đi. Thiên Thần đứng lên nói, Thánh nữ quả nhiên thông minh, vậy tôi nói thẳng, tôi cần Thánh Liên tinh túy cứu bạn tôi. Thánh Liên bị thu đi hết rồi, nhưng nếu anh có thể cứu bọn tôi ra, còn có thể lấy lại Thánh Liên, tôi có thể luyện giúp anh được thánh nữ sảng khoái nhưng chỉ dựa vào sức mình anh cho dù vào được cũng không cứu được bọn tôi cái này thì không cần thánh nữ lo tôi tự có cách sau khi nói kế sách cho thánh nữ và mọi người xong thì thiên thần thoát ra và trở về phòng mình ngay lúc này anh ta có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi vừa bước vào trong thì thiên thần giật bắn người ngạc nhiên anh ta liền rút kiếm của mình ra ngay sao cô lại ở đây liễu giao từ lúc nào đã chờ sẵn trên giường của thiên thần khuya như vậy cậu đi đâu làm trộm rồi Thiên thần phóng thanh kiếm thẳng về phía cô ta. Cô muốn làm gì? Liễu Giao liền đứng lên nói: đừng khẩn trương chứ. Cô ta chỉ cần một cái búng tay nhẹ là có thể đánh bật thanh kiếm của thiên thần ngay. Thiên thần toát hết mồ hôi hột. Thực lực của người đàn bà này mạnh quá. Vô nhai tinh quân chợt hiện ra. Ý, nha đầu này trông quen quá. Ưm, ừ, từng gặp qua ở đâu nhỉ? Ta nhớ ra rồi. Đây không phải tiểu nha đầu được người ta gọi lão đại trong địa lao đó sao? Người biết. Vậy sao người không nói sớm? Con cũng không hỏi. Ai ra? Bây giờ đệ tử lớn rồi bắt đầu oán trách sư phụ rồi. Thiên thần lúc này đi đến hỏi cô ta, hôm nay cô đến phòng tôi, đại đương ra không biết phải không? Liễu giao mặt khiêu gợi đáp, một gương mặt đẹp đẽ, cứ phải đem một bộ mặt nạ, phiền phức biết bao. Cô rốt cuộc là người gì? Hồng Diệp trại, Liễu giao, trả trách. Liễu giao hỏi thiên thần ngay, trả trách gì hả? Trả trách lúc đến xích hỏa trại thì người của Diệp Hồng trại cũng ở đó, mấy người đó đều do cô sắp xếp phải không? Không sai, ai bảo cậu giết tam nương chứ? Phải đó, cậu đâu phải đối thủ của ta ta đương nhiên có thể thẳng thắn mọi thứ rồi cô thẳng thắn thật nhìn bộ dạng bình tĩnh đó của con không biết con tưởng con có thể đánh lại người ta đó ta cũng rất hiếu kỳ liễu đại đương ra đến tìm ta làm gì thế vậy cậu không ngại đoán thử xem dù sao thì không phải đến giết ta nếu không sẽ không đêm khuya đến thăm nói nhiều như vậy tôi quả thật muốn giết cậu báo thù cho tam nương đáng tiếc không phải hôm nay lần này tôi đến là vì tìm cậu hợp tác hợp tác để diệp hồng chạy lấy luôn bạch hổ chạy sau đó liễu đại đương ra mới lợi dụng xong trừ khử ta phải không ai ra thiên thần huynh đệ thông minh thật người thông minh như vậy chắc biết hợp tác phải không thiên thần mặt tỉnh queo nói đáng tiếc ta không muốn liễu giao ánh mắt sắt lạnh lường thiên thần vậy thì đánh đến khi hợp tác đi cô ta liền gồng trưởng lực đánh tới thiên thần dù thân pháp nhanh có thể may mắn tránh được nhưng áp lực từ trưởng lực này của liễu giao quả thật quá khủng khiếp liễu giao ngưng tụ linh khí hóa thành một đóa hoa sen tím trên tay những cánh sen lần lần tách ra và lao vút đâm về phía của thiên thần chiêu thức đó của liễu giao tên là liên nhậm thiên thần liền lấy ngâm long kiếm của mình ra và chém ra những luồng kiếm khi cố gắng chống đỡ vô vàn những cánh hoa sen của cô ta liễu giao tiếp tục cường hóa gia tăng thêm linh lực tấn công dồn dập thiên thần hơn nữa anh ta lúc này đã bắt đầu lúng túng rồi đáng chết thiên thần đan hai bàn tay của mình vào nhau lập tức triệu hồi long hồn của huyết long ngâm ra vùng vầy chống đỡ vuốt rồng của huyết long ngâm đã đánh tan hết những cánh sen mà nó chạm phải có chút thủ đoạn đáng tiếc nếu ngươi tu luyện thêm mấy năm nữa có lẽ ta thật không phải đối thủ của ngươi Liễu Giao ngưng tụ cổ linh lực khổng lồ tạo thành một đóa hoa sen siêu to khổng lồ ném về phía Thiên Thần. Cô ta đứng trên đóa hoa sen đó và thi triển tuyệt kỹ liệt hỏa liên trì bắn ra vô vàn hoa sen. Thiên Thần và Long Hồn huyết Long Ngâm đang bất động trước những đóa hoa sen này của Liễu Giao. Liễu Giao nói với Thiên Thần: đừng vùng vẫy nữa, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Vô Nhai Tinh Quân cũng nhắc nhở Thiên Thần: lời của nha đầu này là thật. Thiên Thần thu Long Hồn lại vào trong Ngâm Long Kiếm và hỏi cô ta: thôi được, ngươi muốn hợp tác thế nào? Vậy thì đúng rồi. Liễu Giao bay xuống và lên giường của Thiên Thần ngồi đó và nói: Hay là chúng ta lên đây nói. Thiên Thần thanh niên nghiêm túc này liền xua xua tay, không cần đâu, sợ chết. Ta nâng ngươi lên vị, ngươi nghe lệnh ta. Ta biết mục đích cuối cùng của ngươi không phải lên ngôi, mà là đám người tộc giật. Mà ta đoán ngươi có lẽ cần thứ này. Liễu Giao lấy ra một bảo vật gì đó, thánh liên của tộc giật nhân. Thiên Thần định chụp lấy nhưng cô ta đã thu lại ngay. Khoan hãy vội, ngươi nói ta biết đồng ý không đã? Thiên Thần bắt đầu suy nghĩ. Được, ta đồng ý với ngươi bây giờ có thể cho tôi rồi chứ thiên thần huynh đệ đừng nói điều kiện với chị cậu ngoan ngoãn làm việc giúp ta trước thánh liên tự nhiên sẽ cho cậu mong là cô giữ chữ tín chỉ là người tốt cô ta vừa rời đi thì vô nhai tinh quân liền nói nhỏ với thiên thần không phải vi sư xem mặt đoán người chỉ là bộ dạng này nói bản thân là người tốt ít nhiều có chút khó khăn trật liễu giao quay đầu lại nói tiếp ồ phải rồi ngày mai giờ hợi gặp ở sau núi tôi có chuyện tìm cậu chỉ sợ là làm bạn với hổ nhìn thoáng chút còn bây giờ bị người ta nắm cán không có quyền lựa chọn thiên thần liền nói với ông ta thầy thầy lúc trước an ủi người ta không bị đánh sao vô nhai tinh quân ra vẻ suy ngẫm ừm ta lúc đó quá lợi hại họ đều đánh không lại ơi là trời bỏ đi đi một bước tính một bước đi thời gian thấm thoát thôi đưa cuối cùng đã đến giờ hợi thiên thần đến phía sau núi để gặp liễu giao cậu đến rồi à không sợ tôi chơi cậu à sợ đáng tiếc tôi không có đường lui cũng phải thiên thần hỏi cô ta cô muốn ta làm gì liễu giao cười đáp giết người trong rừng ai cơ tính giờ sắp đến rồi lúc này có người bước đến thiên thần sững sờ hùng hạo sao con trai của đại đương gia tên này chính là hùng hạo là thiếu đương gia của bạch hổ trại hùng hạo thấy thiên thần liền hỏi mặt trắng ngươi sao lại ở đây thiên thần đáp nếu tôi nói tôi đi ngang qua cậu tin không quỷ tin ngươi vô nhai tinh quân nghe thiên thần nói thế nhất nhất cái đầu liền cậu không thể vì người ta trông không thông minh thì cảm thấy người ta ngốc chứ liễu giao nhìn hai người bọn họ đứng im không nói gì nữa thì thầm nhủ vậy mà cũng không đánh nhau được còn phải lão nương đích thân ra tay cô ta đi đến chỗ của hùng hạo và nói thiếu đương gia người phải làm chủ cho ta hắn làm nhục ta nói xong cô ta còn quay sang cười và chớp mắt ra hiệu cho thiên thần nữa mới chịu thiên thần sượng chân ô ta khi nào làm vậy chứ Khứa vô nhai tinh quân còn châm dầu và lửa lúc nãy vi sư chính mắt thấy ai mấy người này đều là người gì hùng hạo mặt giận dữ quay sang lường thiên thần chờ đó ta giúp người báo thủ hùng hạo vung trưởng lực lao lên tấn công thiên thần ngay chịu chết đi thiên thần toát hết mồ hôi hột giết một người không cho chờ sao hả thiên thần rút ngâm long kiếm phóng tới thi triển tuyệt kỹ bản long thích huyết long hồn bao bọc lấy ngâm long kiếm bất ngờ đâm thẳng vào người của hùng hạo dính vào gốc cây hùng hạo chết ngay tức khắc thiên thần liền thu ngâm long kiếm lại ngay liễu giao liền nói với anh ta ngươi giết khá dứt khoát nhỉ thiên thần đáp ngày nào cũng có thi thể con gái khiên ra từ phòng hắn ta đây cũng xem như là báo thù cho mấy oan hồn đó rồi cô ta lúc này lấy ra thanh liên của tộc giật ra đưa cho thiên thần cho ngươi đa tạ không cần ngươi chỉ cần đừng quên giao dịch giữa chúng ta là được yên tâm gì sau đó thiên thần đi vào trong nhà lao nơi giam giữ những người tộc giật nhân đội trưởng thiên đại đương gia đã nói với các anh em người yên tâm vào là được thiên thần tiến vào bên trong và đi về phía của thánh nữ thiên thần giao thánh liên cho cô ta ngay thánh nữ tộc giật nhân cầm thánh liên bay lên dùng liên lực thuần túy của tộc giật luyện hóa thánh liên không lâu sau thánh nữ đã luyện hóa xong đây chính là thánh liên tinh túy thiên thần vui vẻ nhận lấy ngay đa tạ chuyển cảnh về phía hang động trong khu rừng thì thẩm lan đình đang thắt tóc cho lộ lộ chợt cô ta cảm nhận được có người tiến vào liền quay mặt lại tấn công ngay thiên thần giật bắn người lấy kiếm đỡ lấy lan đình là tôi sao huynh về rồi chuyện làm xong rồi à chưa nhưng đã lấy được thánh liên tinh túy tốt quá rồi vậy thì muội có thể tu luyện vạn độc kỳ kinh rồi lộ lộ lo lắng hỏi thiên thần ngay đại ca ca đại ca ca tỷ tỷ muội và tộc người thế nào rồi thiên thần xoa đầu cô bé đáp yên tâm đi họ đều rất tốt ta rất nhanh có thể cứu họ ra rồi muội biết ngay đại ca ca nhất định có thể cứu tỷ tỷ muội xong quay sang nói với lan đình muội uống tinh túy trước đi ta ở đây hộ pháp cho muội thẩm lan đình liền ngồi xuống hấp thụ thánh liên tinh túy ngay không lâu sau thì thẩm lan đình đã hấp thụ thành công thế nào rồi huyền ngọc ngũ trùng rồi thực lực bây giờ cho dù là gặp người của thiên hỏa đại lục cũng không sợ nữa được vậy đêm nay chúng ta cùng về sơn trại cứu người đêm hôm đó tại bạch hổ trại thì thiên thần cùng với đám người của hồng diệp trại và thẩm lan đình đến phòng của đại đương gia thời gian đến rồi nên dọn xác cho mấy người này rồi thiên thần đạp mạnh cửa phòng ông ta ra đại đương gia ngạc nhiên quát là ai đại đương gia cùng liễu giao đi ra bên ngoài ông ta tức giận quát lớn thiên thần ngươi dám cấu kết với hồng diệp trại nhị đương gia hồng diệp trại ngay lập tức vung kiếm tấn công hắn ta ngay ồn ào không tự lượng sức đại đương gia bạch hổ chạy hai mắt hóa cuồng dùng tay không bóp nát thanh kiếm của cô ta chợt một thanh kiếm từ đâu đâm xuyên qua người khiến hắn ta không kịp trở tay mà phụt máu quay mặt lại thì thấy người đâm mình lại chính là người phụ nữ bên cạnh mình liễu giao ngươi liễu giao cười nói ta không có tâm tư diễn kịch với ngươi nữa liễu giao rút kiếm ra cũng là lúc đại đương gia bạch hổ chạy ngã xuống chết ngay tại chỗ đại đương gia của các người đã chết những người còn lại không có gì đáng sợ đêm nay các người nhất định phải lấy được bạch hổ trại rất nhanh sau đó đến sáng hôm sau thì bọn họ đã hoàn toàn chiếm được bạch hổ trại nhị đương gia và các vị đương gia của bạch hổ trại đã bị trói lại hết nhị đương gia nhìn thiên thần mà lòng cay cú uổng công ta lúc trước còn xem ngươi là huynh đệ ngươi lại dám liên kết với hồng diệp trại hại chúng ta liễu giao ngồi trên lạnh lùng nói không cần nhiều lời nữa ngay lập tức thiên thần vẫn liên lực điều khiển long khí giết chết những tên còn sót lại của bạch hổ trại này ngay sau xuôi thiên thần bẩm báo với liễu giao đại đương gia thiên thần còn một việc tương cầu cô ta nói ngươi và ta đã không còn nợ gì còn muốn ta giúp ngươi ngươi phải lấy ra thứ đồng giá thiên thần lấy ra cây cỏ lúc trước lấy được từ cuộc chiến của hai con yêu thú đưa cho cô ta xem bây giờ ta có tư cách chưa liễu giao liền nhận ra ngay đó chính là cây cỏ linh hư thảo thiên thần huynh đệ nói đi ngươi muốn ta giúp chuyện gì ta muốn ngươi giúp ta đến thiên hỏa đại lục cứu người ngươi nói gì ta xem ngươi điên rồi một mạng đổi ngươi ra tay nghĩ sao cũng là ngươi lời rồi thấy liễu giao có vẻ đắn đo suy nghĩ thiên thần liền nói tiếp hơn nữa nếu ngươi đồng ý đối phương vậy thì hồng diệp chạy các người ngày sau sẽ không chỉ dừng bước ở đây đến lúc đó thiên hỏa đại lục cũng có thể tranh thử được ta đồng ý với ngươi đại đương ra quả nhiên tài tình ba ngày sau thánh nữ tộc giật cùng đưa thiên thần và mọi người truyền tống đến thiên hỏa đại lục đây chính là thiên hỏa đại lục à cho dù linh khí cũng nồng hơn rồi vừa bước ra từ truyền tống trận thì mẹ của cô chúa giật tộc đã đứng đón đợi sẵn lan nhi cô ta xúc động chạy đến ôm trầm lấy mẫu thân mẫu thân mấy người này là ân nhân cứu mạng của con nếu không có họ thì người không gặp lại được con gái nữa rồi đa tạ chư vị cứu tiểu nữ ân tình của chư vị giật nhân tộc bọn ta ghi nhớ trong lòng xong bà ta quay sang nói với thiên thần lan nhi đã nói chuyện của người với ta rồi giật nhân tộc ta nguyện giúp người công đánh ôn minh tông vậy thì đa tạ rồi ân nhân không cần như vậy là giật nhân tộc bọn ta thiếu của người các vị nếu không chê thì mời cùng tôi đến trong tộc nghỉ ngơi làm phiền rồi được đó bạch vân mã này cho dù là ở thiên hỏa đại lục cũng là linh thú hiếm lại dùng để cưỡi xe ngựa xem ra có giật nhân tộc tương trợ cướp lại tông chủ tỷ tỷ từ trong tay ôn minh tông chắc không thành vấn đề bọn họ cùng lên xe ngừa và đến nơi của giật nhân tộc lúc này có một người đang lén lút quan sát bọn họ tiểu tử này chẳng phải là bức họa trong phòng tiểu thư lãnh thường sao xem ra phải bẩm báo vân phong trực sự rồi chuyển cảnh về phía của ôn minh tông thì vân lãnh thường đang nhìn lên bức tranh có hình của thiên thần được treo trên tường thiên thần huynh ở đâu vậy chợt có một nha hoàn chạy vào gọi tiểu thư tiểu thư tiểu thư đại sự không hay rồi thiên thần đó đến rồi vân lãnh thường liền hỏi cô ta ngay thiên thần thiên thần nào còn thiên thần nào nữa lúc nãy trong môn có người thấy thiên thần đó đến thiên hỏa đại lục chúng ta bây giờ vân phong trực sự đang dẫn người đi tìm hắn đó vân lãnh thường nghe nói thiên thần đã đến thiên hỏa đại lục thì vui mừng chạy đi tìm nhưng đã bị đám thuộc hạ canh cổng ngăn cản lại lãnh thường tiểu thư trưởng lão căn dặn người không được phép rời khỏi phòng tiểu thư xin về đi đừng làm khó chúng tôi nữa người vân lãnh thường nhìn xa xăm lo lắng thiên thần huynh phải cẩn thận đó bên phía bên này thì thiên thần đã đến được nơi ở của giật nhân tộc chư vị hôm nay yên tâm ở lại trước đi Ôn Minh tông này ở Thiên Hỏa Đại Lục cũng có căn cơ thâm hậu, muốn xông vào tông đoạt người còn cần kế hoạch kỹ càng mới được. Thiên Thần lúc này hỏi bà ta, "Tộc trưởng, người biết Vân Lãnh Thường của Ôn Minh tông không?" "Vân Lãnh Thường, người cậu nói là đứa con gái đó của Vân Phong phải không?" "Đúng vậy, người biết tình hình cô ấy bây giờ thế nào không?" "Không ngờ người cậu muốn cướp lại là cô ấy, nha đầu đó thiên tư thông minh, nhưng lại có người cha như Vân Phong. May mà cậu đến kịp thời, nếu muộn thêm mấy ngày, chỉ e là không gặp được nữa rồi." Lúc này có người vào bẩm báo, "Tộc trưởng, Hoắc trực sự về rồi." một người phụ nữ mặc đồ tím bước vào bà ta chính là trực sự hoác thanh yên tộc trưởng chuyện đã làm xong rồi hoác trực sự vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi bà ta nhìn thấy thiên thần thì giữ người gọi thần nhi ừm thiên thần ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bà ta chạy tới cầm lấy tay thiên thần hỏi liên tục thần nhi thật sự là con à hứa thiên thần vẫn ngơ ngác mặt đần thối ra vô nhai tinh quân còn hỏi anh ta đây là ai vậy thiên thần còn trả lời sao con biết được hoác thanh y đột nhiên ôm lấy thiên thần mừng rỡ con mẹ cuối cùng cũng gặp được con rồi, mẹ sao? thanh nữ và mẹ của cô ta kinh ngạc hết biết nói gì luôn. liễu giao thì thầm nói nhỏ với thẩm lan đình, cái đó bây giờ đều thịnh hành nhận mẹ sao? vô nhai tinh quân nhìn thiên thần và hoác thanh y một hồi và nói, ừm, thật có chút giống, chắc không phải nhận họ hàng bừa bãi. gì? con nhớ lúc trước đều thịnh hành nhận cha, bây giờ thật là thế đạo thay đổi rồi. thần nhi, con ốm rồi. thiên thần đã nhận ra người đàn bà này chính là mẹ của chủ nhân cơ thể này thì liền hỏi bà ta, mẹ, sao người lại ở đây? Hoắc Thanh Y nghiến răng tức giận, đều là Ôn Minh Tông đáng chết đó, nếu không phải họ, cũng sẽ không hại mẹ con chúng ta phân ly, cha con mất mạng. Lúc đó ta bị Ôn Minh Tông truy sát, chạy đến đây, là tộc trưởng đã cứu ta, lại đem ta giấu ở trong tộc. Thiên Thần nghe xong trong lòng phẫn nộ tột cùng, lại là Ôn Minh Tông, giết cha ta, hại mẹ ta, đoạt vợ ta, thù hận như vậy, Thiên Thần ta không đội trời chung với Ôn Minh Tông. Chợt có một giọng nói lớn tiếng từ bên ngoài, không đội trời chung sao, thật là nực cười quá đi mọi người đều đi ra bên ngoài thì ra đó chính vân phong của ôn minh tông cùng đám thuộc hạ của ông ta người đàn ông này chính là ôn minh tông tông chủ vân phong ông ta nhìn thấy thiên thần liền nói thiên thần ta không đi tìm ngươi ngươi lại tự mình đưa đến cũng tốt khỏi ta phải xuống dưới giết ngươi nói xong ông ta lập tức dùng trưởng lực đánh ra một bàn tay khổng lồ về phía thiên thần ngươi dám đả thương con ta hoác thanh y liền lao ra thi triển thiên lý băng phong đánh ra một luồng khí băng giá chống đỡ trưởng lực của vân phong đây chẳng phải hoác thanh yên sao ngươi thật là để ta tìm lâu quá không ngờ ngươi lại là mẫu tử với tiểu xúc sinh thiên thần này nếu đã vậy cũng đỡ ta phải phí tâm nữa diệt chung đi vân phong và các đệ tử liền thi triển trận pháp chuẩn bị tấn công bọn họ bên này thì hoắc thanh y cũng gọi đám đệ tử của giật nhân tộc lại và kích hoạt đại trận phòng thủ vân phong ngươi thật sự xem giật nhân tộc ta không có người à kết ấn hoắc thanh y cùng đám thuộc hạ của mình thi triển đại trận tạo ra một vòng tròn lớn che chắn tất cả mọi người bên trong lại phía của vân phong thì trận pháp của ôn minh tông tạo ra vô vàn những thanh kiếm khí và đâm thẳng xuống về phía bọn họ hoắc thanh y vẫn đang cố gắng chống đỡ những cơn mưa kiếm uy lực kinh người kia liễu giao lúc này cũng chuẩn bị tham chiến hai dù sao cũng đã hứa với người ta rồi cô ta liền thi triển tuyệt kỹ mạn phi thiên hoa phóng ra vô số những cánh hoa xe nhỏ đâm xuyên qua người của đám đệ tử ôn minh tông này phá bỏ đại trận của bọn chúng ha còn tìm một trợ thủ đáng tiếc cũng chẳng có ích lợi gì vân phong đắc ý lao nhanh xuống định tấn công liễu giao nhưng hoắc thanh y đã lao ra ngăn cản ông ta lại vân phong đối thủ của ngươi là ta trong lúc đó thì hoắc thanh y quay lại gọi thiên thần thần nhi mau đến ôn minh tông chỗ này có mẫu thân liễu giao cùng đi hỗ trợ cho thiên thần ta đi cùng các người sau đó thiên thần dẫn mọi người đến vân minh tông ngay tên trưởng lão đầu chọc của vân minh tông đi ra nói giật tộc nhân sao sao giật tộc nhân các người quyết định đối đầu với vân minh tông sao thiên thần rút ngâm long kiếm ra và chỉ thẳng mặt ông ta quát giao vân lãnh thường ra ồ tiểu tử ngươi là thiên thần phải không ông ta ra lệnh co đám thuộc hạ gọi lãnh thường qua đây vân lãnh thường đi ra nhìn thấy thiên thần liền nói thiên thần đi mau lên tông chủ tỷ tỷ khứa đầu chọc ngưng tụ linh lực về bàn tay tạo ra một quả cầu năng lượng bộc phát cỡ nhỏ mấy hôm nữa là lãnh thường phải bái đường với lão phu rồi lấy đầu người của ngươi làm quà tặng đi thiên thần bùng phát long khí chuẩn bị chiến vẫn là lấy đầu của ngươi làm quà cho ta đi ngưng tụ đủ sức mạnh thì khứa đầu chọc này đánh ra cự tượng chi nộ với uy lực của một con voi khổng lồ lao thẳng đến về phía thiên thần bất ngờ vân linh thường lao ra chắn cho anh ta và ăn chọn trưởng lực này của lão đầu chọc kia trọng thương đừng mà thiên thần hai mắt tràn đầy sắc khí đan hai bàn tay vào nhau quát lên ta muốn ngươi đền mạng thiên thần triệu hồi long hồn của huyết long ngâm và dung nhập hồn lực vào trong thanh kiếm đó và đâm thẳng về phía lão ta đi chết đi đường kiếm nhanh đến nỗi ông ta không hề có chút phản kháng nào lập tức bị đâm xuyên qua đầu ngã xuống chết ngay tại chỗ hai tháng sau khi ôn minh tông bị đánh bại hoàn toàn thì lúc này trong phủ của thiên thần tràn ngập tiếng pháo mừng ngày hôm nay chính là ngày thành thân của anh ta cứ cảm giác cổ áo hình như bị méo rồi không méo kết hôn mà thôi có cần khẩn trương vậy không thiên thần quay sang hỏi vô nhai tinh quân thầy người kết hôn qua chưa ông ta đỏ mặt ấp úng đáp ơ ờ, không được nghị luận sư trưởng lúc này một tiếng gọi vang lên tân nương đến rồi nha ngày hôm nay thiên thần cưới được hắn hai cô vợ luôn chứ không phải là một nữa hai tân nương trùng khăn che mặt từ từ tiến vào thiên thần đỏ mặt phái phái chảy nước miếng tiểu thần tử hôm nay động phủ này con chọn ai vậy hai tân nương đó chính là vân lãnh thường và thẩm lan đình hai cô gái này mỗi người một bên tai thi nhau véo mạnh phải đó huynh chọn ai hả đến đây là đã kết thúc bộ chuyện này rồi các bạn cảm thấy sao sau khi xem xong hết video xin hãy bình luận bên dưới để át và mọi người cùng biết với nhé nếu thấy hay xin hãy ủng hộ cho át một like một lượt đăng ký kênh và bình luận bên dưới để giúp Ad tiếp thêm động lực ra những video mới sớm nhất có thể nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.